Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 3481, lấy máu một. Sĩ linh tộc chết bao nhiêu cổ thánh, đối Trương Huyền tới nói, không tính là gì, hắn coi trọng nhất chính là máu tươi của cường giả tích huyết trùng sinh cảnh. Thứ này chỉ cần đầy đủ, xung kích cổ thánh liền sẽ dễ dàng không ít. Vì lẽ đó, một thương đâm xuyên bàn tay cái tên này, một bên dùng bình ngọc chứa máu, bận biểu quên cả trời đất. Người mẹ nó muốn chết. Vị cổ thánh nào đó sắp phát điên. Chúng phù trùng, mặc dù phải nghe theo mệnh lệnh của người khác, nhưng ý thức của bản thân vẫn là còn đó. Đường đường cổ thánh cấp bậc tích huyết trùng sinh cảnh, một trong rất nhiều vương giả linh tộc, bị một cái đại thánh đâm thùng, vốn là buồn bực, hung thủ thế mà không trốn, còn không kiêng nể gì như thế chứa máu. Trắng trợn khiêu khích ha hát. Hàm răng cắn chặt, nổi giận âm thanh vang lân, vị cổ thánh nào đó cũng không để ý tới việc đuổi gỡ yêu ta thần dung hoàng cùng đám người lưu dương một cái bàn tay khác phá không đập xuống hắn muốn đem cái tên ra hỏa vô pháp vô thiên này trực tiếp đập chết lực lượng của cổ thánh cấp tích huyết trùng sinh cảnh giống như là giang hải thủy triều vô biên vô hạn nuốt giận ra tay càng là thanh thế kinh người phốc lực lượng hùng hồn còn chưa tới đến thanh niên trước mặt trường thương lần nữa phá không mà đến chỉ thoáng cái đem cái tay này cũng đâm xuyên lạch cạch lạch cạch máu tươi tuôn ra Cổ thánh đau đớn la lên một tiếng, lần nữa nhìn thấy thanh niên lao đến, lại lấy ra một cái bình ngọc, không ngừng tiếp lấy máu tươi, sợ lãng phí một giọt. Audio điện tử võ tấn bền. Tức đến run rẩy, vận chuyển chân khí, khóa lại mạch máu, vết thương mặc dù dữ tợn, cũng không còn máu tươi chảy ra. Tu vi của hắn đã tới loại cảnh giới này, không muốn để cho huyết dịch chảy ra, liền sẽ không chảy ra một giọt. Ừm. Uhm. Bên này máu tươi dừng lại, thanh niên đang siêu tập nhíu nhíu mày, ngừng lại, một mặt không vui. Tiểu tử, dám siêu tập máu tươi của ta, người hôm nay phải chết. Thở phào nhẹ nhóm, cổ thánh bẻ mặt tràn đầy dữ tợn, lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên không quá cao hứng, bàn tay một chảo, trường thương xuất hiện lần nữa, lại đâm một cái. Cũng không biết đâm về nơi nào, nhưng không gian một hồi vặn vẹo, mũi thương đã đi tới bắp đùi trước mặt. Phốc, lần nữa xuất hiện một cái động lớn. Cổ thánh ngẩn ngơ, ngay sau đó lần nữa nhìn thấy thanh niên lại bay tới cầm bình ngọc, một mặt đắc ý tiếp lấy máu tươi. Mẹ nó, vị cổ thánh nào đó sắp khóc. Cho tới giờ khắc này, hắn đã rõ ràng, đối phương muốn gỡ yêu ta ít hắn, dễ như trở bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác không động thủ, đem hắn cho rằng là tiêu bản lấy máu. Tìm nén không được, xoay người liền muốn chạy trốn. Phốc, trên mông ra thêm một cái lỗ thủng, máu tươi phun ra. Trương Huyền thấy một cái bình ngọc tiếp đầy, tiếp tục cái thứ hai, chỉ chốc lát, liền tiếp hơn 10 cái bình, mỗi lần đối phương ngăn lại huyết mạch, liền đâm ra một thương, dù sao đâm vào cũng không phải một chỗ, cũng không thèm để ý. Đâm rồi về sau, vị cổ thánh nào đó cũng đã có thêm kinh nghiệm, không trốn nữa, mà là ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, hai mắt trừng trừng, giống như là mất hồn, trên người mười mấy cái lỗ thủng, như vòi hoa sen, hướng ra phía ngoài phun máu dù sao tránh không khỏi, càng tránh né đâm vào càng nhiều, còn không bằng cứ như vậy đi. Thời gian không dài, mất máu quá nhiều, vị cổ thánh nào đó, lật đầu từ không trung ngã đi xuống. Tu Vi đã tới loại cảnh giới này, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, đoán chừng cũng là từ trước tới nay vị thứ nhất. Chém gỡ yêu ta ít được một vị, trương huyền hướng những người khác nhìn lại. Hỏa tư cổ thánh, mặc linh cổ thánh, cùng mấy vị cổ thánh khác liên hợp, chiến lược kinh người, coi như thần dung hoàng bị thương nặng, không còn như lúc trước, nhưng cũng là một cỗ lực lượng không thể khinh thường được. Rất nhiều cổ thánh bị gieo xuống phù trùng tuy rất mạnh mẽ, nhưng hai bên đều có thủ đoạn, trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Chương 3482, lấy máu hai. Tu vi đã tới cấp bậc như bọn họ, muốn đánh gờ iota s đối phương, đã không dễ dàng như vậy, tình huống bình thường đều là chiến đấu không biết bao nhiêu ngày, cuối cùng người thất bại bỏ trốn người thắng trận cũng bị thương nặng tuổi thọ hao tổn nhiều nguyên nhân chính là như vậy cổ thánh đối với nhân tộc cùng dị linh tộc đều giống như đạn hạt nhân chỉ dùng để uy hiếp cơ hội chân chính chiến đấu cũng không phải rất nhiều bên này chiến đấu say sưa thần linh hoàng lại không bị quấy dày vô số bảo vật trên tế đàn bởi vì tế tự toàn bộ thiêu đốt lên tạo thành liệt hỏa hừng hực một cỗ lực lượng đâm thủng bầu trời hạ xuống dọc theo huyệt đạo toàn thân của hắn rót vào trong kinh mạch Lúc trước bị thương thế, quả nhiên ở dưới cỗ lực lượng này trùng kích dần dần khôi phục, thậm chí càng thêm cường đại. Nguy rồi, nhất định phải ngăn cản hắn, mặc cho tên này khôi phục thương thế, lại nghĩ vượt qua liền khó khăn. Trương Huyền nhíu mày. Sức chiến đấu của thần linh hoàng ở thời kỳ toàn thịnh, mặc dù không bằng thần dung hoàng, nhưng cũng là một trong đại cao thủ số lượng không nhiều của dị linh tộc, nếu không cũng không có khả năng khống chế một phương, vô số cổ thánh không dám phản bác dưới tình huống bị thương nặng không tính lợi hại bao nhiêu, cầm long cốt thần thương trong tay liền có thể vượt qua, nhưng một khi khôi phục, còn muốn đánh gỡ yêu ta ít liền phiền toái. Phá! Trương huyền kìm nén không được, trường thương run lên, thẳng tắp vào tới thần linh hoàng, long cốt thần thương phá vỡ không gian, thẳng tới đầu người sau, giống như muốn đâm xuyên hắn. Thiếu ra, không được. Nhìn thấy hắn vào thẳng qua, đồng tử của thần dung hoàng co rụt lại, vội vàng la lên bất quá lúc này đã chậm, trường thương còn chưa tới trước mặt thần linh hoàng, một cỗ lực lượng từ không trung đánh xuống, cùng thân thương đụng một cái, Trương Huyền nhất thời cảm thấy gan bàn tay giống như muốn bị xé nứt, máu tươi chảy ra. Trường thương cũng chấn động rời tay bay đi, ông một tiếng cắm vào trên mặt đất, đâm ra một cái lỗ thủng to lớn. Chuyện gì xảy ra? Dưới tình thế cấp bách, lực lượng huyết mạch vận chuyển vội vàng lui về phía sau, lúc này Trương Huyền mới tránh thoát ánh sáng bắn phá trở lại trước mặt trường thương, rút nó lên, mặt đầy nghi ngờ. Chỉ lần này, lòng cốt thần thương lại xuất hiện một vết rách nhỏ bé, dường như bị thương không nhẹ. Bất quá đối với loại vũ khí cấp bậc này mà nói, chỉ cần cổ thánh huyết đầy đủ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Thiếu ra, thời điểm tế tự, nối tiếp chính là thần linh ở một thế giới khác, người sông tới cắt đứt, tương đương với đang mạo phạm thần linh, tự nhiên sẽ bị trừng phạt. Thần Dung Hoàng vội vàng truyền âm tới mạo phạm thần linh đồng tử trương huyền co rút lại khó trách lòng cốt thần thương cường đại như vậy cũng bị đánh bay ngay cả lực lượng đánh trả cũng không có không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này bất quá suy nghĩ một chút cũng phải tế tự tương đương với dân hiến đồ tốt cho thần linh thần linh lại căn cứ vật tư nhiều ít cấp cho ban thưởng thời khắc này là cùng thần linh kết nối lúc này sông tới làm loạn tương đương với miệt thị thần linh tự nhiên sẽ bị trừng phạt Khó trách thần dung hoàng rõ ràng nhìn thấy tế tự bắt đầu, trong lòng tức giận nhưng không dám xông tới, nguyên lai có tầng quan hệ này. Nếu như không ngăn cản, tùy ý nghi thức tế tự hoàn thành, thương thế của hắn khôi phục, chúng ta làm không cẩn thận đều sẽ chết ở chỗ này. Trương Huyền nhíu mày, thần linh quả thực là không thể mạo phạm, nhưng không ngăn cản, tùy ý lực lượng hoàn thành, thương thế của thần linh hoàng triệt để khôi phục, bọn họ sẽ không còn người có thể vượt qua. Đến lúc đó, cái gọi là đoạt quyền, báo thù của bọn họ liền thành chê cười, làm không cẩn thận còn toàn bộ chết ở chỗ này. chương 3483, Vù Hồn Xung Kích Cổ Thánh 1 Ta cũng biết, nhưng bây giờ ngoại trừ chờ, thì không còn biện pháp nào khác. Hai trưởng đẩy lùi một vị cổ thánh xông tới, thần Dung Hoàng cũng bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn gỡ yêu ta ít tên này, nhưng một khi tế tự bắt đầu, liền không dừng được, nếu không chính là miệt thị thần linh. Bọn họ nhiều người như vậy, đối mặt thần linh hoàng khôi phục, có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng đối mặt thần linh, chỉ có một con đường hẳn phải chết có thể đi. Cách trước mắt, chính là gỡ yêu ta toàn bộ những người này, hoặc là để hắn mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó coi như thần linh hoàng khôi phục, cũng chỉ là cô độc, chúng ta cũng có cơ hội càng lớn. Thần Dung Hoàng nói tiếp, ừm, um, Trương Huyền gật đầu, quả thực, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là như vậy rút củi dưới đáy nồi, trước gờ yêu ta hết toàn bộ thuộc hạ của hắn, đến lúc đó khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần là cảnh giới tích huyết trùng sinh, dựa vào hắn, hỏa tư cổ thánh, mặc linh cổ thánh cùng long cốt thần thương, cuối cùng hưu chết vào tay ai, ai cũng khó mà nói. Phần Phật Trong quá trình hai người trò chuyện, một cổ thánh dị linh tộc nhào tới Trương Huyền. Minh khí trong tay, là kiện phán quan bút, cũng đạt tới cấp cổ thánh, lăng không quấy một cái, thiên địa xoay tròn, linh hồn như vỡ ra. Xem ra, hắn là nhìn Trương Huyền thực lực không đủ, lòng cốt thần thương lại cực kỳ cường đại, định dùng thủ đoạn công kích linh hồn đánh gỡ Iota S. Thần thương chỉ là vũ khí, có thể chặn lại công kích vật chất, nhưng phương diện linh hồn liền yếu đi. Quả nhiên, công kích đến, Trương Huyền kìm lòng không được cảm thấy chóng mặt. Hồn lực của hắn cùng cấp bậc không người có thể địch, nhưng đối mặt của thánh gia chỉ binh khí công kích, cũng có chút không đỡ được. Kha kha, một chiêu đắc thủ dị linh tộc cổ thánh này thẳng tắp lao đến phán quan bút trong tay lần nữa khuấy động hội trưởng thấy trương huyền trúng chiêu mặc linh cổ thánh tràn đầy gấp gáp muốn xông lại nhưng cảm thấy áp lực đột nhiên tăng thêm cổ thánh tới đối chiến liên tiếp thi triển tuyệt chiêu đè ép hắn trở về thần dung hoàng cũng đối mặt tình cảnh đồng dạng vừa rồi đối phương nhìn thấy trương huyền một thương thương đâm mặc đồng bạn biết hắn cầm binh khí trong tay sức chiến đấu kinh khủng nhất tính toán liên hợp lại đánh gỡ Iota ết lại nói. Chết đi! Biết những người khác ngăn cản đám người thần dung hoàng không có khả năng duy trì bao lâu, vị cổ thánh này cười lạnh, thân thể xoay một cái vào tới trước mặt, một trưởng đập xuống đầu trương huyền. Lần này, một khi đánh chúng, coi như luyện hóa huyết dịch tích huyết trùng sinh, cũng sẽ đi đời nhà ma, khó mà khôi phục. Thiếu gia, hội trưởng, chủ nhân, ba cổ thánh đồng tử đồng thời co rút lại, muốn xông tới nhưng bất lực. Thời điểm bọn hắn cho rằng lần này Trương Huyền nhất định khó mà chạy trốn, chỉ thấy thanh niên chóng mặt, dường như cái gì cũng không biết đột nhiên mỉm cười, trường thương bỗng nhiên nhảy lên. Phốc, chỉ thoáng cái, liền đâm xuyên qua trái tim vị cổ thánh này, đinh hắn ở trên không trung. Phần Phật, máu tươi tung tóe Bình Ngọc xuất hiện, vội vàng thu thập. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, ngay cả dị linh tộc ngăn cản mọi người cũng bối rối. Vị đại thánh này, là dựa dẫm vào long cốt thần thương mới nắm giữ lực lượng tương đương cường giả tích huyết trùng sinh, dựa theo tình huống bình thường, bị cổ thánh cận thân hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao lại một thương đâm xuyên đối phương. chương 3484, Vu Hồn xung kích cổ thánh 2 Chẳng lẽ vừa rồi chóng mặt là ngụy trang? Nguy hiểm thật! Không để ý mọi người khiếp sợ, Trương Huyền một bên siêu tập máu tươi, một bên thở phào nhẹ nhõm. Đối phương lấy pháp bảo công kích linh hồn, vừa rồi hắn quả thực chúng chiêu, sở dĩ có thể nhanh chóng khôi phục lại, là bởi vì thánh tích thạch trong khổng miếu. Hồn ấn, hắn ban cho lộ sung, nhưng thánh tích thạch vẫn luôn mang theo. Thứ này có tác dụng thôn vệ linh hồn, tẩm bổ hồn phách, tuy công kích của đối phương lợi hại, đổi lại bình thường không cách nào khôi phục, nhưng có cái pháp bảo này, liền dễ dàng hơn nhiều. Đâm xuyên vị cổ thánh kia, siêu tập sạch sẽ máu tươi, trương huyền chẳng muốn trần chờ thu phán quan bút vào nhẫn, lúc này mới khẽ đảo cổ tay, thánh thích thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tuy không có thứ này, ngoan nhân cũng sẽ ra tay, nhưng có thể hấp thu công kích linh hồn của đối phương, hóa thành chất tẩm bổ, thứ này chân quý có thể tưởng tượng được. cúi đầu nhìn lại, thánh thích thạch tản mát ra quang mang ôn nhuận, màu sắc cũng có chút khác biệt, để lộ ra màu xanh ra trời nhàn nhạt, nhạt. Minh Lý Chi nhãn chiếu giỏi, trong đó có từng đạo khí thức mạnh mẽ quanh quẩn, bàn tay tới tiếp xúc, linh hồn nhất thời cảm thấy ấm áp, giống như đi vào suối nước nóng. Đây là thuần túy hồn lực. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Thân là vu hồn sư mạnh mẽ, hắn có thể ung dung nhận ra, trong này ẩn chứ không phải cái khác, chính là hồn lực tinh thuần, có thể tùy tiện cho linh hồn tẩm bổ, để hồn phách trở nên càng thêm cường đại. Hắn nhớ rõ, trong thánh thích thạch không có cái gì, làm sao lại đột nhiên nhiều ra nhiều hồn lực như vậy. Chẳng lẽ, vội vàng cúi đầu, minh lý chi nhãn chiếu rọi, từng tia khí tức lấy tảng đá làm trung tâm, chậm rãi hội tụ. Thần linh hoàng lấy 10 vạn cường giả thánh vực của dị linh tộc tế tự, linh hồn của những người này, tất cả đều bị thánh tích thạch nuốt. Nhìn thấy cảnh này, ở đâu không hiểu chuyện gì xảy ra, Trương Huyền dở khóc dở cười. Thánh tích thạch giống như hồn ấn, nắm giữ năng lực thôn vệ hơn nữa tinh lọc linh hồn, loại năng lực này đối tu luyện giả mà nói có chút tà dị, vì lẽ đó bị danh sư đại lục cấm sử dụng vu hồn sư cũng bởi vậy bị người thống hận. Trương huyền thân là danh sư, tự nhiên khinh thường sử dụng loại phương pháp này, thật không nghĩ đến, thần linh hoàng đánh gợi yêu ta hết mấy vạn tộc nhân, linh hồn lại bị tảng đá kia thôn phệ. Có nhiều hồn lực tinh khiết như vậy, linh hồn của ta có thể trực tiếp trùng kích cổ thánh hay không? Trong lòng trương huyền tràn đầy kích động, tuy không để sướng sử dụng thánh tích thạch thôn vệ linh hồn người khác, nhưng nếu đã nuốt, lại luyện hóa thành hồn lực tinh thuần như thế, lại cự tuyệt sử dụng, thì thật sự là kẻ ngu. Vu hồn của hắn đã sớm đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, có nhiều hồn lực như vậy bổ sung, có lẽ có thể xung kích cổ thánh, đạt tới loại cảnh giới này. Thử một chút, Trương Huyền nhịn không được nữa, hít sâu một hơi, bàn giao long cốt thần thương cùng ngoan nhân bảo vệ thân thể, tinh thần khẽ động, vu hồn từ mi tâm nhảy ra ngoài. Xì 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 xì, vu hồn vừa tiếp xúc thánh thích thạch, hồn lực nóng hổi trong đó tuôn trào ra, hồn phách nguyên bản khó mà gia tăng, mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng thêm. Không đúng, ta còn không có phương pháp vu hồn đột phá cổ thánh. Cảm nhận được hồn thể càng ngày càng cao lớn, cả người bị chống bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, khóe miệng trương huyền giật một cái. Nãy quá cao hứng, lúc này mới nhớ, trước kia nghiên cứu phương pháp đột phá cổ thánh, phần lớn là chân khí, còn liên quan tới vu hồn, vậy mà một quyển cũng không có nhìn qua cũng không biết vu hồn đột phá nên trải qua cái gì, lại nên đi trình tự như thế nào. Mạc Linh cổ thánh, người có kinh nghiệm cùng bí tịch về vu hồn đột phá cổ thánh hay không? Nhanh cho ta mấy quyển. Trương Huyền nhịn không được nữa, ngẩng đầu nhìn Mạc Linh cổ thánh hô lên. Chương 3485, vu hồn xung kích cổ thánh 3. Bí tịch về vu hồn đột phá cổ thánh. Mạc Linh cổ thánh ngẩn ngơ, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lá gan quá lớn đi, không có công pháp bí tịch, không có nhìn qua kinh nghiệm đột phá, liền trực tiếp xung kích. Người coi cổ thánh là tiểu cấp bậc khác, không có việc gì xung kích chơi đùa. Vẻ mặt im lặng, cổ tay khẽ đảo, một đống thư tịch xuất hiện ở trên không trung, cong ngón tay búng một cái. Đây, vu hồn sư ở dị linh tộc cũng không đoạn tuyệt truyền thừa, hắn càng là cường giả cổ thánh, loại thư tịch này nắm giữ không ít. Vu hồn của Trương Huyền nhúc nhích, bàn tay khổng lồ lăng không chảo một cái, bóp thư tịch ở trong lòng bàn tay, con mắt quét qua, vô số nội dung đi vào trong óc, biến thành kiến thức của mình. Sau đó lắc đầu, những cái này quả thực đều là kinh nghiệm cùng phương pháp vô hồn đột phá cổ thánh, nhưng đối với hắn mà nói không thực dụng. Hắn từ dẫn hồn quyết bắt đầu tu luyện chính là cấp bậc thiên đạo, cùng đối phương hoàn toàn khác biệt, thật muốn theo pháp quyết của đối phương tiến hành đột phá, làm không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, tinh thần rối loạn. Chỉ có thể dựa vào chính mình vị vu hồn sư thứ nhất có thể tìm được phương pháp đột phá cổ thánh, ta nhất định cũng có thể. Trương Huyền lắc đầu, quên đi kiến thức mới vừa nhìn thấy, rơi vào trạng thái vô ngã vô vật. Vị vu hồn sư thứ nhất có thể tìm ra phương pháp đột phá, hơn nữa thành công, hắn nhất định cũng có thể. Cũng không phải tất cả mọi thứ đều phải dựa vào kinh nghiệm của tiền nhân. Hồn lực trong thánh thích thạch giống như sông lớn tuôn ra, tiến hành tẩm bổ hồn thể của hắn, bởi vì tuôn vào quá nhanh, ý niệm xuất hiện hỗn loạn. Linh hồn của mấy vạn cường giả thánh vực hội tụ vào một chỗ, lực lượng đã vượt qua cảnh giới tích huyết trùng sinh, mặc dù hồn thể của Trương Huyền trải qua lôi đình, trí tôn thiên hỏa rèn luyện, nhưng vẫn có chút chống lại không được. Trong đầu bắt đầu xuất hiện ảo giác. Thánh thích thạch, có thể xóa sạch ý niệm trong linh hồn, để nó biến thành năng lượng tinh thuần, nhưng lại không cách nào bỏ đi oán hận trong đó. Tu luyện không biết bao lâu, lại bị thần linh hoàng bắt tới, xem như tế phẩm, những dị linh tộc này đều cực kỳ tức giận cùng không cam lòng. Một hai cái không tính là gì, nhưng hội tụ vào một chỗ liền đáng sợ. Mang trong lòng thanh minh, ly khai thiên địa. Bị oán hận xung kích, Trương Huyền cảm giác ý niệm giống như muốn tan rã, chỉ lưu lại một tia thanh minh, vẫy vùng ở trong hồng lưu linh hồn, cảm nhận lấy thế gian muôn màu. Trải qua núi sách cùng biển học, nhìn qua vô số thư tịch, hiểu rõ không biết bao nhiêu kiến thức linh hồn của hắn vốn mạnh hơn danh sư cửu tinh bình thường, thậm chí cổ thánh cũng không bằng. Giờ phút này ý niệm mơ hồ, nhưng giữ vững được bản tâm. Sát lục, chiến đấu, hồn lực mạnh mẽ vào tới, để hắn phảng phất như đã trải qua vô số sinh mệnh, có điều mặc kệ trải qua bao nhiêu, Thủy Trung Kiên chỉ bản thân là một danh sư, sinh mệnh có thể biến mất, nhưng điểm mấu chốt cùng nguyên tắc nhất định phải bảo vệ. Giống như vô số cường giả ở danh sư đại lục, năm đó khổng sư đánh g iota ếch ngoan nhân sớm đã nắm giữ thủ đoạn diệt đi toàn bộ dị linh tộc nhưng hắn không có làm như thế cũng không phải hắn không thể mà g iota ếch không phải mục đích giáo hóa mới là trọng yếu nhất mình cũng như vậy lần này tới dị linh tộc tìm kiếm lạc nhược hy là một mục đích nhưng càng quan trọng hơn là nghĩ biện pháp giải quyết triệt để tai họa ngầm từ dị linh tộc một điểm nguyên thần bất diệt một điểm linh trí vĩnh tồn dù thành tựu lại cao hơn cũng không quên bản tâm, đây mới là ta. Tới danh sư đại lục hơn một năm, trong đầu chảy xuôi mà qua, trương huyền chợt lóe linh quang. Âm âm, ý niệm bất diệt giống như biến thành giọt nước kim sắc, không ngừng xoay tròn, dần dần tạo thành vòng xoáy, càng lúc càng lớn, càng ngày càng hùng hậu. Tí tách, tí tách, chương 3486, vu hồn xung kích cổ thánh 4. Vòng xoáy giống như mây đen tích góp đến cực điểm, liền xuất hiện một giọt nước, sau đó càng ngày càng nhiều, giống như gió táp mưa rào tụ lại, chậm rãi chảy xuôi, tư dưỡng toàn thân. Vu hồn thể hóa dịch, đây là tiêu chí phá tan cổ thánh. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, rõ ràng tất cả, sắp xung kích cổ thánh thành công. Vu hồn vô hình vô chất, dưới tình huống bình thường, không phải vu hồn sư, không có minh lý chi nhãn, mắt thường là không cách nào nhìn thấy, trừ khi dùng thần thức dò xét. Mà bây giờ, linh hồn hóa lỏng, hồn phách như ẩn như hiện, hình như biến thành một chất lỏng di động. Đương nhiên, không phải là chất lỏng chân chính, mà vu hồn tinh thuần có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thuế biến về chất. Như vậy hồn lực càng thêm tinh xảo, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Nhanh lên một chút, hít sâu một cái, hồn lực lúc trước để hắn phồng lên mãi, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, giờ phút này đã không còn loại cảm giác này, trong lòng khẽ hô, tăng thêm tốc độ thôn phệ. Cái này, nhìn thấy động tác của hắn, mặc linh cổ thánh đang chiến đấu lông mày kìm lòng không được nhảy lên vài cái. Thánh thích thạch xuất hiện, hắn nhận ra được, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, cho dù là hắn cũng không ngừng hâm mộ. Thân là vu hồn sư tích huyết trùng sinh cảnh, nhiều hồn lực như vậy cũng không cách nào thôn phệ, cứng rắn nuốt mà nói, luyện hóa một phần mười, chỉ sợ cũng sẽ bảo thể mà chết, đối phương từ đại thánh viên mãn xung kích cổ thánh, dám không chút kiêng kỵ sử dụng như vậy thân thể làm sao thừa nhận được. Vốn nghĩ không kiên trì được bao lâu thì sẽ dừng lại, không nghĩ tới vị hội trưởng này càng nuốt càng nhiều, không đến 3 phút, thần linh hoàng chém gợi Iota S10 vạn sinh mệnh tạo thành hồn lực, có tiếp cận một nửa bị chứa vào trong cơ thể. Mà giờ khắc này hồn thể của đối phương cũng đã tới hơn trăm mét, tựa như một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Toàn bộ hóa lỏng, đột phá cho ta. Ngay thời điểm mặc linh cổ thánh tràn đầy khiếp sợ, phù hồn hét lớn một tiếng, thân hình bắt đầu vụt nhỏ lại. Cùng thời khắc đó, một bức tranh mở ra ở trên không, trong đó có khí thức minh mông, tuyên cổ tuôn trào, cỗ lực lượng này không tồn tại ở thế gian, sớm đã biến mất không biết bao nhiêu năm. Cổ thánh lực, ở dưới lực lượng này bao phủ, mật độ hồn thể của Trương Huyền càng lúc càng lớn, tựa như toàn bộ biến thành chất lòng. Không đến 10 phút liền khôi phục lại chân nhân, nhất cử nhất động giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách không gian, mỗi một tấc hồn phách đều tản mát ra khí tức cổ xưa, như tiên như thánh. Cổ thánh, hồn thể của hội trưởng đột phá cổ thánh. Nhìn thấy loại thuế biến này, mặc linh cổ thánh tràn đầy kích động, nhịn không được la lên. Mặc dù phương pháp đột phá của đối phương khác biệt hắn thấy qua, nhưng hồn thể nắm giữ loại lực lượng này, loại khí tức này, rõ ràng đã phá tan bình chướng giữa đại thánh và cổ thánh, đi vào cảnh giới hoàn toàn mới. Vu hồn sư nhất mạch, tuy ở dĩ linh tộc đạt được truyền thừa, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, đạt tới cổ thánh chỉ có hắn, hiện tại hội trưởng cũng đột phá, nói rõ chức nghiệp này lần nữa quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian. Âm âm, hắn bên này khiếp sợ, kèm theo hồn lực của Trương Huyền mạnh mẽ, bầu trời lập tức bị kích động, một mảng lớn mây đen chậm rãi hội tụ, vô số lôi đình, hỏa diễm không ngừng xuyên toa ở trong đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Cổ thánh kiếp, đến rồi. Trường 3487, lôi binh kiếp 1 quả nhiên cường đại hơn kim thân kiếp. ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Trương Huyền không vui cũng không buồn. Đã trải qua nhân sinh muôn màu, tâm cảnh của hắn đã tiến thêm một bước, mặc dù lôi đình trước mắt nhìn ép thiên địa, muốn xé hắn thành bột phấn, lại không cách nào dao động bản tâm. Thử một chút, nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, vu hồn nhẹ nhàng vụt qua, chui vào thân thể. Hội trưởng muốn làm gì? Mặc linh cổ thánh chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung hiện tại đối phương chỉ là vu hồn đột phá, thân thể vẫn như cũ là bất hủ cảnh đại viên mãn, vu hồn đi vào thân thể, chẳng khác nào hấp dẫn thiên kiếp tới, làm không cẩn thận sẽ bị chấn nát thân thể, tử vong tại chỗ. Thiếu gia hẳn là muốn mượn áp lực của cổ thánh kiếp, rèn luyện thân thể cùng chân khí, nhìn xem có thể sung kích cảnh giới này hay không. Thần Dung Hoàng hít mắt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở dĩ hắn có thực lực bây giờ, nguyên nhân căn bản nhất là lúc còn trẻ vô cùng liều mạng, trải qua cửu tử nhất sinh, mới có thành tựu như thế, dám liều mới có thể thắng. Nhưng cùng thiếu gia tỷ thí, bản thân liều cái gì cũng không tính. Lấy thiên phú của hắn, đột phá cổ thánh chỉ là vấn đề thời gian, không cần quá mức dầu dĩ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác dùng loại phương thức cực đoan nhất. Thân thể chân khí, mượn áp lực của cổ thánh kiếp, ngạnh sông cổ thánh. Hơi không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu, một chút cũng không qua loa được. Quá điên cuồng trong nháy mắt, song phương giao chiến đều bị cảnh tượng trước mắt thu hút, lại không để ý tới chiến đấu. Âm âm, vu hồn đi vào thân thể, chân khí sôi trào, thân thể xúi dục lại có hai khối mây đen to lớn sinh ra, cùng cái trước dung hợp lại với nhau. Thiên hỏa, lôi đình như lưu tinh rơi xuống, không ngừng đập tới, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, rất nhanh hoàn toàn nuốt mất thân ảnh của Trương Huyền ở bên trong. Chí tôn thiên hỏa, hơn nữa nhìn bộ dáng so với kim thân cảnh lần trước càng thêm cường đại, nhiệt độ cao hơn, cổ thánh chí bảo bình thường muốn chống lại cũng không làm được. Cổ thánh lực, trương huyền gào lên một tiếng, quyền trục lần nữa mở ra, cổ thánh lực tràn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, tinh huyết toàn thân giống như bị thiêu đốt, mồ hôi huyết dịch đồng thời ở dưới hoàn cảnh cực nóng bốc hơi. sang rác, xoạt xoạt, làn da cùng cơ bắp cháy đen, xuất hiện từng vết nứt màu đỏ ngòm. Thân thể, chân khí của hắn còn chưa bắt đầu đột phá mạnh hơn cũng chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn cứng rắn nghênh đón cổ thánh kiếp hơn nữa còn là kiếp nạn vượt qua người bình thường căn bản không chịu nổi nếu không phải thiên đạo chân khí không ngừng tẩm bổ chỉ sợ sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh vụn chẳng lẽ không được cô nén đau nhức kịch liệt trên người hàm răng trương huyền cắn chặt hắn biết uy lực của cổ thánh kiếp sở dĩ để vu hồn đi vào thân thể là giống như thần dung hoàng nói muốn mượn áp lực của lôi đình để tu vi chân khí đột phá. Người khác biết hắn tu luyện hầu như không có chướng ngại, tiến bộ thần tốc, thành tựu cổ thánh chỉ là vấn đề thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng trăm năm nhất định xung kích thành công. Cổ thánh 100 tuổi, bất luận danh sư đại lục hay dị linh tộc đều tuyệt đối là xếp hạng khá cao. Nhưng hắn đợi không được lâu như vậy. Hắn muốn tìm lạc nhược hy, muốn đối phương chính miệng cho cái bản giao thời gian không thể dở dang. Bởi vậy dù mạo hiểm, dù có khả năng sẽ chết cũng không tiếc. Âm âm, lôi đình, thiên hỏa tiếp tục kéo tới, trương huyền như bị nhốt vào lò luyện đan, thân thể phá hoại, chân khí tán loạn, đã sắp không thừa nhận được. Cổ thánh huyết, trương huyền há to miệng. Dầm, cổ thánh huyết giống như không cần tiền tràn vào trong cơ thể, bổ dưỡng lấy năng lượng tiêu hao, duy trì sinh mệnh. Tiếp tục xung kích, chương 3488, lôi bình kiếp 2. Cảnh tượng yêu dị huyền đao, viên đào, lòng cốt thần thương xung kích cổ thánh xuất hiện ở trong óc. Đối phương xung kích dễ dàng như vậy, vì sao đến hắn lại khó khăn như vậy? Thân thể vụt qua, xông vào mây đen. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Hỏa tư cổ thánh không ngừng run rẩy. Thánh thú nhất tộc, trời sinh huyết mạch cùng thân thể mạnh mẽ, mặc dù như thế, Năm đó thời điểm xung kích cổ thánh cũng không dám xông vào lôi đỉnh đối kháng. Vị chủ nhân này, mới đại thánh cảnh liền như thế làm càn, đây là cảm thấy mình chết không đủ nhanh sao? Mặc dù cảnh giới cổ thánh mạnh mẽ, nhưng bởi vậy mất đi sinh mệnh, không có chút giá trị nào ah hát. Tê Lạp, mây đen trên bầu trời dường như cảm nhận được khiêu khích, bắt đầu nổi giận, một đạo lôi quang vạch phá không gian, lôi kéo ra một vết rách đen kịt, sau đó trong vết rách sấm sét càng dệt càng nhiều hỏa diễm liên tục thiêu đốt, dần dần trở nên ngưng thực. Từ xa nhìn lại, giống như một thanh đại đao lơ lửng ở giữa không trung. Là lôi binh kiếp, nghe nói đây là xung kích cổ thánh tứ trọng, phá toái hư không mới có thể sinh ra, làm sao lại xuất hiện ở đây. Vẻ mặt thần dung hoàng trắng bệch, trái tim sắp nhảy ra cổ họng. Thân là đệ nhất hoàng giả của dị linh tộc, tổ phụ càng nghiêu bức, nhìn qua thư tịch liên quan đến xung kích cổ thánh tứ trọng. Nghe nói muốn đạt tới loại cảnh giới này, cần kinh nghiệm lôi binh kiếp, thiên hỏa, lôi đình hóa thành thực chất, thuế biến thành thần binh. Nhất cử nhất động, thiên địa vỡ nát, tích huyết trùng sinh đỉnh phong, cho dù là hắn ở thời kỳ cao nhất gặp phải, cũng sẽ bị chém thành hai khúc, bỏ mình tại chỗ. Thiếu ra, chỉ là xung kích cổ thánh, làm sao lại dẫn ra thứ này. Hết rồi. Mạc Linh cổ thánh cùng hỏa tư cổ thánh sợ tới mức nói không ra lời. Mặc dù bọn hắn không biết lôi binh kiếp là cái gì, nhưng trên không có lôi đình, thiên hỏa hình thành trường đao to lớn, tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại, thậm chí nhìn một cái cũng cảm thấy trong đầu hỗn loạn, có chút không chịu nổi. Thần linh hoàng ở trên tế đàn sợ hãi đình chỉ hấp thu lực lượng, lỗ đen dường như cũng có chút kính sợ, không tự chủ được rút nhỏ một vòng, loại thiên địa sinh ra lực lượng này, bất luận là ai cũng cảm thấy kính sợ. Bình thường vu hồn xung kích sẽ không xuất hiện kiếp số cường đại như thế, thân thể, chân khí của ta đồng thời chống đỡ, chọc giận nó, tương đương với đối kháng ba lần lôi kiếp. Ra đầu Trương Huyền nổ tung. Trương Hoàng Thiên cùng Nhan Thanh Cổ Thánh đều đã nói với hắn, xung kích Cổ Thánh số lần càng nhiều, về sau thành tựu càng lớn, năm đó khổng sư chọn vẹn trùng kích bốn lần, lần thứ năm mới lựa chọn đột phá. Viên đào trùng kích một lần, về sau cố ý hạ thấp tu vi, không tuyển chọn thành công vu hồn của hắn đưa tới lôi đình, tình huống bình thường chỉ cần thả vu hồn ra, chẳng khác nào một lần lôi đình, mà bây giờ thân thể xông tới, thân thể và chân khí cố ý dẫn động lực lượng. Này tương đương ba lần lôi kiếp điệp ra, mới xuất hiện thần binh cường đại như thế. Nếu như có thể vượt qua, tương đương với một lần trùng kích ba lần cổ thánh, thân thể, chân khí, còn có vu hồn đều có chỗ tốt cực lớn, sông không qua, chỉ có thể thân tử đạo tiêu, triệt để diệt phong lần này tuyệt đối là binh đi nước cờ hiểm dùng phương thức cực đoan nhất thử một chút đi ta không tin ta không cách nào thành công trương huyền gào lên một tiếng nắm đấm siết chặt thẳng tắp vào tới đại đao dầm trường đao nhẹ nhàng vụt qua phá không bổ tới nắm đấm trương huyền mới đi đến trước mặt lực áp bách to lớn bao phủ để bàn tay hắn xuất hiện vết rách máu tươi chảy xuôi cơ bắp giống như bị tước đoạt lộ ra bạch cốt âm u chương 3489, truyền thụ công pháp cho lôi kiếp một. Trường đao còn chưa tới trước mặt, cánh tay liền bị chóc ra. Khó trách đây là hạo kiếp của phá toái hư không cường giả, thật đáng sợ. Trương huyền gào thét, vận chuyển toàn bộ lực lượng trong cơ thể, chân khí, thân thể, vu hồn. Tam vị nhất thể, không gian trong nháy mắt sền sệt lên. Cổ thánh kiếp, là thiên đạo áp bức tu luyện giả, để bản thân tiến hành thuế biến, mượn binh khí hiệu quả sẽ yếu bớt, hơn nữa làm không cẩn thận còn dẫn ra thuế biến, để hạo kiếp trở nên càng thêm to lớn, không thể phỏng đoán. Giống như xuất khiếu kiếp, một người độ, hai người độ, uy lực hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn không sử dụng long cốt thần thương, mà dùng lực lượng bản thân chống lại. T. Lạp, công kích liên hợp rất cường đại, cổ thánh cảnh giới chưa tử bách ra bình thường, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phá vỡ, nhưng ở trước mặt đại đao, lại giống như nhà tròi, chớp mắt liền bị xé nứt, sau đó cơ bắp trên người trương huyền bị lột, lộ ra bạch cốt, đau đớn. hiện tại hắn còn không phải cảnh giới tích huyết trùng sinh, cốt nhục chia lìa, đau đớn kịch liệt xâm nhập trong óc, để hắn cảm giác chóng mặt. hô, quần áo toàn thân hóa thành cho tàn, thời gian nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, biến thành một khung xương khô quát. lôi binh kiếp thật đáng sợ, căn bản không phải cảnh giới như hắn bây giờ có thể chống lại. từ lúc đối kháng đại đao đến cơ bắp huyết dịch tiêu hao sạch sẽ chỉ kiên chỉ không đến hai cái hô hấp mà giờ khác này trường đao còn không có triệt để hạ xuống chỉ bằng vào khí thức liền để hắn biến thành như vậy thật muốn đánh xuống đoán chừng sẽ bị chém thành bột phấn chơi sai rồi trong lòng trương huyền toát ra một ý nghĩ vốn nghĩ mượn cơ hội này có lẽ có thể sung kích thân thể chân khí cổ thánh không nghĩ tới chơi quá lớn có chút ngăn không được muốn gỡ iota ít trương huyền ta cũng không dễ dàng như vậy. Biết còn giữ lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tinh thần khẽ động, một thân thể giống nhau như đúc bất ngờ xuất hiện ở phía trước, thẳng tắp bay về phía trường đao. Phân thân, còn làm bản tôn, một cái lôi đình cũng đỡ không nổi, mất mặt không. Nhìn ta phá nó mà học hỏi. Vừa xuất hiện, phân thân mặt đầy kiêu ngạo gào thét, thẳng tắp nghênh đón trường đao. Trương Huyền thở phào nhẹ nhóm, lần nữa lấy ra cổ thánh huyết tẩm bổ toàn thân lúc này hắn chỉ còn lại có khung xương, nếu không có thứ này, khẳng định đã sớm triệt để tử vong. huyết dịch tẩm bổ, lúc trước cơ bắp biến mất phục hồi từ từ, tốc độ rất chậm, xem ra không có thời gian mấy năm là khó mà triệt để hoàn thành. có điều chỉ ít có thể khôi phục, không bị chết ngay tại chỗ. trương huyền lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phân thân trên không, chỉ thấy phân thân cũng không chống lại đại đao được, chẳng qua thân thể của nó là cử viên liên thai luyện chế, trường đao chém thành hai khúc liền lần nữa tổ hợp lại giống như chất lỏng để lôi binh kiếp trong thời gian ngắn không có biện pháp gì đây là phân thân phân thân cường đại như vậy chẳng phải tương đương bất tử mọi người lần đầu tiên thấy được phân thân từng cái mặt đầy kinh ngạc đặc biệt là mạc linh cổ thánh càng kích động run rẩy vu hồn sư muốn lấy được nhất chính là loại thân thể này bất tử bất diệt chỉ cần nắm giữ chẳng khác nào có sinh mệnh vĩnh hằng lại không sợ hãi vẫn quá yếu, không chống lại được. Thấy bị phân thân ngăn cản, tuy tốc độ trường đao chậm không ít, nhưng vẫn không ngừng rơi xuống, không bao lâu đồng dạng sẽ đánh cho hắn hồn phi phách tán. Trương Huyền không quản được nhiều như vậy, cổ tay rung lên, thánh thích thạch xuất hiện, thẳng tắp bắn tới phân thân. Xì xì xì. Trong thánh thích thạch còn thừa lại tiếp cận một nửa hồn lực, cũng chính là hồn phách của năm vạn cường giả thánh vực, tràn vào trong cơ thể đối phương. Cái tên này, bản thân là một nửa hồn phách của Trương Huyền hình thành, đột nhiên dung hợp nhiều hồn lực như vậy, lực lượng lập tức tăng vọt. Sang giác, sang giác, chương 3490, truyền thụ công pháp cho lôi kiếp 2. Hơn 10 hô hấp sau, liền phá tan ràng buộc của bất hủ cảnh đại viên mãn, xung kích cổ thánh. Bức tranh mở ra, cổ thánh lực truyền vào. Âm âm, phân thân rất nhanh phá tan hàng rào, xung kích đến cảnh giới cao hơn cũng không phải thiên phú của phân thân mạnh hơn bản tôn, mà là bản tôn đã trải qua. lúc này không có giữ lại, linh hồn câu thông, kinh nghiệm cộng hưởng. lúc này mới một lần thành công. âm, um, phân thân vừa đột phá, lại có mây đen kéo đến, trường đao hấp thu lôi đình cùng thiên hỏa, trở nên càng thêm cường đại. trương huyền nhảy dựng, còn tưởng rằng để phân thân đột phá, có thể ngăn cản lôi binh kiếp, không nghĩ tới tên này vừa đột phá, lại đưa tới thêm một lớp hắn cùng mình là một linh hồn, tương đương với đã là lần lôi kiếp thứ tư. Hấp thu hết lôi đỉnh do phân thân dẫn tới, trường đao tăng lên gấp đôi, đen như mực, bầu trời bị chèn ép nát vụn, uy lực to lớn, lòng cốt thần thương cũng không dám chống lại. Ra đầu trương huyền run lên, khung xương bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền thành phấn. Mặc cho nó xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết uy lực của trường đao, trương huyền đi theo sau lưng phân thân vào tới chuôi đao này thật đáng sợ, không ngăn trở, nhất định phải chết. Xì xì xì, trường đao mang theo lực lượng tan giã tất cả, chém ở trên người phân thân, xé ra một vết rách to lớn. Coi như tên này đột phá đến cổ thánh, cũng không cách nào chặn lại hảo kiếp cường đại như vậy. Âm âm, cùng phân thân chống lại, cả hai xé rách không chung, xu thế của trường đao quả nhiên trở nên chậm. Bất quá lấy lực lượng của bọn hắn, vẫn có chút không đỡ được nhanh đi tìm ai muốn đột phá loại có thể dẫn tới lôi kiếp kia biết mặc nó hạ xuống khẳng định sẽ bị đánh chết trương huyền quay đầu nhìn về phía thần dung hoàng độ kiếp có thể dẫn tới lôi kiếp mọi người ngẩn ngơ có điều thần dung hoàng biết thiếu ra làm như vậy khẳng định có mục đích của mình lúc này cũng không nhiều lời quay đầu nhìn về phía lưu dương nhanh đi tìm được lưu dương gật đầu rất nhanh ở trong đội ngũ của mình tìm ra một cái có thể xung kích thánh vực cửu trọng bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể, lập tức xung kích thành công, đưa tới lôi đình dày đặc. Quá tốt rồi. Nhìn thấy lôi kiếp, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tinh thần khẽ động, vội vàng hô lên. Tiểu kiếp kiếp, là người sao? Lôi binh kiếp trước mắt này, hiển nhiên không phải cái hắn quen thuộc, chỉ có thể tìm vị quen thuộc kia, xem các lôi đình có liên hệ gì không, để nó khuyên can một chút. Âm âm. Mây đen trên đầu nghe được tiếng la, lắc lư một cái, vặn vẹo thân thể, kìm lòng không được bay tới bên này. Ta có phương pháp tăng thêm sức mạnh của lôi điện, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Bất quá ngươi phải thay ta chặn lại chuôi đao này. Trương Huyền thi triển ra Sư ngôn thiên bẩm, rất nhanh nói hết một bộ pháp quyết. Lúc trước liền nhìn qua tên này thiếu hụt, đã sớm chuẩn bị xong chỉ điểm thế nào, giờ phút này chỉ là làm từng bước, nói ra mà thôi. Đây là chỉ điểm lôi kiếp lôi kiếp cũng là sủng vật của hắn. Tất cả mọi người ngây ngốc. chương 3491, độ kiếp thành công 1. Gặp qua thuần thú, thuần người, thuần binh khí, còn lần đầu tiên gặp lôi kiếp cũng thuần phục. Đám người thần dung hoàng, mặc linh cổ thánh, hỏa tư cổ thánh đều khiếp sợ nói không ra lời. Một màn trước mắt, đã lật đổ nhận thức chung. Lôi đình, là đại diện của thiên đạo, dùng để trừng phạt tu luyện giả mưu toan đột phá, giờ phút này lại nghe một tu luyện giả dặn dò đến cùng là thế nào làm được người đó chính là lão sư của ta a à. lưu dương tâm thần có chút trì trộn thủ đoạn của lão sư quả nhiên tầng tầng lấp lấp ầm ầm nghe xong trương huyền chỉ điểm lôi đình lắc lư một cái mây đen cuồn cuộn quả nhiên cảm giác tốc độ cùng lực lượng hội tụ tăng lên không ít đừng nói một người vừa mới đột phá thánh vực cửu trọng lại đến mấy cái cũng có thể ung dung đánh chết phía dưới người mới vừa đột phá thánh vực cửu trọng kia vẻ mặt trắng bệch. Ta mẹ nó có trêu ai ghẹo ai a? À. Giúp ta chặn lại lôi binh kiếp. Không để ý tới bên dị linh tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, dặn dò một tiếng. Chỉ điểm đối phương phương pháp, chỉ nhằm vào dị linh tộc, đối với danh sư nhân loại tác dụng không lớn, bởi vậy có lôi kiếp tỏa chấn, có thể đoán được, cao thủ của dị linh tộc sẽ càng ngày càng ít, không đáng để lo. Âm âm, Tiểu kiếp kiếp tràn đầy do dự, cuối cùng vụt qua, ngăn cản lôi binh kiếp. Đại đao thấy một tiểu lôi kiếp thánh vừa cửu trọng cũng dám tới ngăn cản, nhẹ nhàng run lên, mây đen bị đánh thành hai nửa. Âm âm, tiểu kiếp kiếp gào lên một tiếng, lần nữa hội tụ. Trương Huyền nhìn qua mà ra đầu run lên, lần nữa quay đầu. Còn có ai muốn đột phá, thôi quên đi, vẫn là ta tới. Nói xong, thân thể vụt qua, đi tới trên không mọi người phương pháp tu luyện cần chính tâm, chính đức, chính ngôn. Người ở trên không trung bắt đầu giảng bài. Thanh âm vang vọng bốn phía, rất nhiều tu luyện giả ở sau lưng Lưu Dương vừa mới bắt đầu không để ý lắm, nghe vài câu, tất cả đều chìm đắm trong đó, từng cái trên mặt vui vẻ, lúc trước không cách nào đột phá giảng buộc, sáng tỏ thông suốt. Nhiều năm lo nghĩ cũng rõ ràng. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp có người đột phá, xuất khiếu cảnh, động hư cảnh, vũ không cảnh trời càng ngày càng u ám, lúc trước tiểu kiếp kiếp uy lực rất yếu, thêm vào những cái này, bắt đầu trở nên cuồng bạo, tàn phá bừa bãi. Lôi đình hội tụ vào một chỗ, tựa như cự nhân. Trương Huyền nói miệng đắng lưỡi khô, hơn 10 phút đã có hơn 2.000 người đột phá, trong đó có thể dẫn tới lôi kiếp vượt qua 500. Thời khắc này tiểu kiếp kiếp lan tràn toàn bộ vương thành, lôi đình chừng mấy trăm trượt, nhẹ nhàng xé ra, liền có thể phá hoại không gian, giống như muốn sụp đổ thiên địa lôi binh kiếp trên bầu trời nhìn thấy tiểu gia hỏa lúc trước chẳng thèm ngó tới biến thành bộ dáng như thế có chút rút lui trường đao run rẩy một cái còn không có bổ tới liền bị lôi đình đánh trúng liên tục run rẩy như vậy cũng được thân thể đung đưa đám người thần dung hoàng giống như nhìn quái vật lấy lôi đình phá lôi đình đoán chừng cũng chỉ có vị trương huyền này mới có thể nghĩ ra làm ra được chính ngươi gánh a ta nghỉ ngơi một lát thấy lôi binh kiếp tạm thời không rơi xuống nổi phân thân thở phào nhẹ nhõm, lung lay một cái, thân thể vụt qua, biến mất tại nguyên chỗ. Tuy mượn thánh tích thạch đột phá đến cổ thánh, nhưng vì chống lại đại đao cũng bị thương rất nặng, cần trở về tĩnh dưỡng. Thu hắn vào nhẫn, Trương Huyền cảm giác lực lượng toàn thân biến mất, đặt mông ngồi xuống. Sớm biết thì không lỗ mãng như vậy. chương 3492, độ kiếp thành công 2. Nếu không phải nơi này có nhiều tộc nhân dị linh tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá như vậy, nếu không phải lúc trước cùng tiểu kiếp kiếp làm tốt quan hệ, thì lần này đã xong. Âm âm, tiểu kiếp kiếp cùng lôi binh kiếp đối kháng một hồi, cuối cùng lôi binh kiếp dần bị hao mòn hết lực lượng, chậm rãi tiêu tán. Cảm nhận được áp lực biến mất, Trương Huyền cảm thấy toàn thân có lực lượng mới toát ra, làm cho cấp độ sinh mạng phát sinh thuế biến. Áp chế, Trương Huyền trần chờ một chút, cuối cùng không gấp gáp đột phá. Mặc dù bây giờ đột phá có thể thuận lợi trở thành cổ thánh, nhưng về sau tấn cấp nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Biết phương pháp đột phá của Khổng sư, hắn muốn học đối phương, áp chế nhiều mấy lần, về sau xung kích cảnh giới cao hơn. Phần Phật, lực lượng không ngừng nhảy lên, bị áp chế xuống, lần nữa khôi phục bất hủ cảnh đại viên mãn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ngươi về trước a, lần này cảm ơn ngươi. Hô lôi kiếp cúi đầu liếc mắt nhìn đám người đột phá phía dưới dừng lại một chút cuối cùng lắc lư một cái chậm rãi tiêu tán thấy nó biến mất lực lượng toàn thân trương huyền tiêu hao sạch sẽ không có một tia khí lực lần này đột phá tuy để hắn tiếp xúc đến cấp bậc cổ thánh tùy thời có thể thành công nhưng cũng bị đánh cho chỉ còn lại có khung xương sinh mệnh lực hao tổn cực lớn coi như mượn huyết dịch cổ thánh không có thời gian mấy năm muốn triệt để khôi phục thân thể là không thể nào S hắn vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp nghỉ ngơi, một cổ thánh dị linh tộc ánh mắt lộ ra hung quang, lao đến, bàn tay bỗng nhiên đập xuống. Kẻ trước mắt này đột phá trận thế quá khổng lồ, hiện tại không hắn chém S, về sau nhất định trở thành tai họa ngầm to lớn, ai cũng không thể chiến thắng. Thiếu ra, không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp động thủ, thần dung hoàng hét lớn một tiếng, muốn cứu người. Lòng cốt thần thương lắc lư một cái, cũng muốn ra tay. Bất quá còn không có đi tới trước mặt, chỉ thấy Trương Huyền ngồi dưới đất kìm lòng không được giơ tay lên nginh đón. Lạch cạch, chỉ thoáng cái, cánh tay của vị cổ thánh này liền bị đập thành bụi phấn, ngay sau đó thân thể nổ tung, linh hồn không thể trốn đi. Cái này, tất cả mọi người sửng sốt. Vị cổ thánh đánh lén kia, tuy không có đạt tới tích huyết trùng sinh, nhưng cũng là cảnh giới chưa tử bách ra, bị một bất hủ cảnh đại viên mãn tiện tay đập chết. Ta, Trương Huyền cũng không hiểu. Trải qua lôi binh kiếp, lực lượng của hắn tăng lên không ít, nhưng không có đột phá cổ thánh, vốn cho rằng nhiều nhất tương đương tu vi huyết mạch kéo dài, làm sao cũng không ngờ tới, tiện tay một trường. Tu vi chưa tử bách ra liền bị đập chết. Đã có thể so với, tích huyết trùng sinh cảnh sơ kỳ. Cảm thụ lực lượng một chút, Trương Huyền tràn đầy kích động. Không nghĩ tới còn không có đột phá, lực lượng đã có thể so sánh với tích huyết trùng sinh sơ kỳ, khó trách nói áp chế nhiều mấy lần, tu vi tăng trưởng sẽ có chỗ tốt to lớn. Hiện tại xem ra, quả là thế. Động thủ, thấy Trương Huyền một tay đập chết một vị cổ thánh, cổ thánh còn lại bên linh hoàng triệt để sợ hãi, đám người dung hoàng không trần chờ thời gian không dài, liền chém gỡ yêu ta ít toàn bộ. Thấy cảnh này, sắc mặt thần linh hoàng tái xanh, hàm răng cắn chặt, không dám phân tâm nữa, nhanh chóng thôn vệ lực lượng từ lỗ đen lan tràn tới, khôi phục thương thế. Đúng rồi, tế tự xuất hiện lực lượng, có thể trợ giúp thần linh hoàng khôi phục thương thế, có thể giúp ta khôi phục thương thế hay không? Nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng Trương Huyền đột nhiên khẽ động. Trương 3493, ngụy Trang Thần Linh Hoàng 1 Hiện tại Trương Huyền bị thương, là lôi binh kiếp gây nên, cơ bắp, huyết mạch toàn bộ hủy hoại, có chút giống ngoan nhân, cho dù trẻ tuổi, lại có vô số cổ thánh huyết, muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng làm không được. Nhưng hắn không làm được, không có nghĩa là những người khác không làm được. Lúc trước thần linh hoàng bị thương càng nặng, mượn tế tự cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục, bản thân có phải cũng có thể mượn dùng loại lực lượng này hay không? Tế tự thần linh, nhất định có thể khóa chặt khí tức linh hồn cùng lực lượng bản thân, vừa rồi ta ngạnh sông, suýt chút nữa bị xóa bỏ. Ý nghĩ này vừa ra, Trương Huyền kìm nén không được trong lòng suy tính tỷ lệ thành công thông qua tế tự mượn lực lượng thần linh khôi phục bản thân hắn không có trải qua nhưng vừa rồi sông tới muốn ngăn cản biết trong đó lan ra lực lượng cường đại cỡ nào cho dù thực lực bây giờ bạo tăng sức chiến đấu có thể so sánh với tích huyết trùng sinh sơ kỳ phối hợp thêm long cốt thần thương phá toái hư không trở xuống không còn địch thủ nhưng thật muốn cứng rắn đoạt đoán chừng sẽ bị gỡ iota s chết tại chỗ trừ khi Ngụy Trang thành thần linh hoàng, chỉ cần khí tức, huyết mạch tất cả đều giống, thần linh cũng không nhận ra, liền có thể hấp thu lực lượng của đối phương. Con mắt Trương Huyền chợt lóe. Làm bừa không được, nhưng hắn có át chủ bài, chính là lạc nhược ghi cấp cho phù lục Ngụy Trang. Thứ này, dù hiện tại biến thành khung xương vẫn có thể sử dụng, không hề biến mất. Thử một chút. Trương Huyền kìm nén không được, chân khí toàn thân nhúc nhích, khung xương không ngừng thuế biến rất nhanh biến thành hình dáng của thần linh hoàng, bất luận hình dáng hay khí tức linh hồn, đều không có khác biệt mảy may. Thiếu gia, thần dung hoàng ngẩn ngơ. Hắn một mực đi theo linh thần, biết đối phương linh phù ngụy trang ở đâu ra, không nghĩ tới ngay cả một khung xương cũng có thể biến thành thần linh hoàng, để cho người ta nhìn không ra. Ừm, Trương Huyền mỉm cười, chẳng muốn nói nhiều, thân thể bỗng nhiên vào tới dưới lỗ đen. Ông ong ông, lúc trước lỗ đen ngăn cản hắn, lần này không có chút ngăn cản nào, tùy tiện liền tiến vào trong đó. Quả nhiên, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Xem ra lạc nhược hy cho hắn phù lục ngụy trang, so với vị thần linh mà thần linh hoàng tế tự kia, cấp bậc cao hơn, vì lẽ đó loại phương pháp ngụy trang này, đối phương cũng không nhìn ra, còn tưởng rằng là thần linh hoàng, lúc này mới không có công kích. Ha ha! Xuyên qua gợn sóng, Trương Huyền đi tới dưới lỗ đen, phía trên có lực lượng chút xuống, hấp thu vào trong cơ thể, Quả nhiên cảm thấy thân thể lúc trước bị tước đoạt, mắt thường có thể thấy được khôi phục, tinh khí thần và sinh mệnh hao tổn cũng đã nhận được tầm bổ cực lớn. Loại tốc độ này, không đến 10 phút đồng hồ, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tiến thêm một bước. Hai mắt Trương Huyền sáng lên. Tuy thương thế của hắn rất nặng, nhưng quý ở trẻ tuổi, lại thêm năng lực khôi phục cùng tính đặc thù của Thiên Đạo công pháp, đồng dạng hấp thu lực lượng tế tự, nhưng thương thế khôi phục nhanh hơn thần linh hoàng quá nhiều. Ngươi, thời điểm hắn hấp thu, cảm thấy cách đó không xa có ánh mắt phẫn nộ tràn đầy nóng rực, Trương Huyền quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt của thần linh hoàng giống như táo bón. Tế tự thần linh, hạ xuống lực lượng, thuộc về thần linh chúc phúc, lúc này là không thể động thủ, nếu không dẫn tới thần linh nổi giận, khẳng định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn. Nhìn, nhưng chờ mắt nhìn tên này cướp đoạt lực lượng chữa thương của hắn, thần linh hoàng cảm giác muốn tự tử. Một cái khung xương, Ngụy Trang thành hắn, ngay cả thần linh cũng dò xét không ra. Cái tình huống gì? Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì không? Ta là ai, ta ở đâu? Vô Sỉ. Chương 3494, Ngụy Trang thần linh hoàng 2. Thần linh hoàng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng. Ừm, thần linh hoàng Vô Sỉ. Chương Huyền gật đầu. Ta mới là thần linh hoàng. Thấy đối phương trực tiếp thừa nhận, còn thản nhiên như vậy, thần linh hoàng sắp điên rồi, cắn răng nói. Tốt, ngươi là thần linh hoàng. Chẳng muốn nói nhãm với đối phương, Trương Huyền không ngừng hấp thu. Tình huống hiện tại của đối phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát điên. Vì lẽ đó vui vẻ là được rồi. Ngươi nói cái gì đều đúng, ta chỉ để ý hấp thu. Cô 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 cục cục. Lỗ đen tỏa ra lực lượng, xoay quanh ở bên cạnh hắn, hình thành vòng xoáy, rất nhanh bị hấp thu sạch sẽ, chân khí che lấp lại khung xương, cơ bắp không ngừng nhúc nhích, nhanh chóng khôi phục. Đầu lâu, bả vai, cánh tay, lồng ngực, theo hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều, tựa như lần nữa phấn chấn tân sinh. Vừa vặn, sửa kinh mạch giống như triệu nhã. Trong lòng trương huyền hơi động, xây dựng kinh mạch toàn thân giống triệu nhã như đúc. Bởi vì kết cấu thân thể là cố định, tuy lúc trước có thể sửa đổi, lại chỉ là phạm vi nhỏ, hiện tại lần nữa sinh ra, phá rồi lại lập. Hoàn toàn có thể tùy ý tổ kiến, so với Triệu Nhã dùng dây leo động hư hồ lô, sửa đổi càng thêm thuận lợi. Kèm theo cơ bắp khôi phục càng ngày càng nhiều, kinh mạch sửa đổi càng ngày càng nhiều, sát lục chi khí tinh thuần không ngừng tuôn ra, tôn lên cả người như thần, như linh. Đây là sát lục chân khí tinh thuần nhất. Từ khi ngoan nhân tiền bối bị gởi yotaes, lại không có xuất hiện qua lực lượng tinh thuần như thế. Chẳng lẽ, hắn là ngoan nhân tiền bối chuyển thế? loại lực lượng huyết mạch này hoàn toàn xứng đáng là hoàng giả. Sĩ linh tộc ở phía dưới vốn nghe được giảng bài, nghi ngờ Trương Huyền là danh sư, giờ phút này tất cả đều không nghi ngờ, vui lòng phục tùng. Khí tức tinh thuần như thế, làm sao có thể là nhân tộc? Cũng chỉ có hoàng giả chân chính mới có loại năng lực này. Dầm, phía dưới đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn. Bất luận là ân tình giảng bài, hay cảm nhận được cỗ sát lục chi khí tinh thuần này, mọi người đối với người trẻ tuổi kia không còn bất kỳ nghi ngờ có chỉ là ngưỡng mộ cùng tôn sùng thấy tên này không chỉ ngụy trang thành bản thân ngay cả thần dân của mình cũng triệt để bái phục thần linh hoàng sắp biên rồi người khác không biết tên này là ai nhưng hắn biết rất rõ ràng nhân tộc đệ nhất thiên tài danh sư chân chính lan lộn đến linh tộc thế mà để cho người người tôn sùng thời gian quả thực không có cách nào qua coi như mạo phạm thần linh ta cũng phải gờ yêu ta ết ngươi thấy đối phương càng hấp thu càng nhiều, thân thể vốn là khung xương, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để khôi phục, thần linh hoàng kìm nén không được, không để ý tới có thể bởi vậy đắc tội thần linh hay không, nằm ngón tay như chảo bổ tới. Đánh, không gian bị đánh nát. Mặc dù hắn hấp thu lực lượng tốc độ kém đối phương, nhưng thời gian dài như vậy, thương thế cũng khôi phục 7-8 phần, lần nữa thể hiện ra uy lực của cường giả tích huyết trùng sinh đỉnh phong. Chờ một chút, ta còn kém hai cái bắp chân liền triệt để khôi phục, chờ ta khôi phục lại động thủ. Không nghĩ tới cái tên này không giữ được bình tĩnh như vậy, Trương Huyền nhíu mày, thân thể tránh thoát công kích, huyệt đạo toàn thân mở ra, điên cuồng hấp thu. Lần này tốc độ nhanh hơn. Hiện tại hắn ngụy trang thần linh hoàng, không thể mượn phân thân cùng vũ khí, thậm chí ngoan nhân, bởi vậy chém gợi yêu ta đối phương là không thể nào làm được, nhưng đối phương muốn gợi yêu ta chết bản thân, cũng không dễ dàng như vậy chờ em gái ngươi. Thấy tên này đoạt lực lượng mà bản thân vất vả tế tự đổi lấy, còn lẽ thẳng thắng hùng hồn như thế, thần linh hoàng triệt để phát điên. chương 3495, thần linh dáng thế một Đây là của ta. Đây là ta gợi yêu ta ít 10 vạn tộc nhân, tiêu hao vô số bảo vật tế tự để đổi lấy, người mẹ nó. Còn muốn khôi phục bắp chân, khôi phục cái búa. Thần linh hoàng giống như bị kinh phong. Kẻ trước mắt này, tùy tiện một câu nói, liền có thể làm người tức không thở nổi. Làm một tên giặc cướp, nhưng ăn trộm quang minh chính đại như vậy, còn là người sao? Hàm răng sắp cắn nát, lần nữa vỗ tới một trường. Răng rác, trước mắt đen kịt, tuyệt chiêu của thần linh hoàng để thiên địa run rẩy. Trương huyền lần nữa tránh thoát, nhìn đối phương càng ngày càng hung, bản thân hấp thu lực lượng trở nên khó khăn, cũng nhịn không được nữa trong lòng phẫn nộ, ngẩng đầu lên. Thần linh, tên này ngụy trang ta, chiếm lấy lực lượng ngài ban cho không nói còn không quan tâm tùy ý công kích quả thực không để ngài vào mắt nhất định phải nghiêm trị cái gì a à, chẳng lẽ không thể yên tĩnh hấp thu lực lượng yên tĩnh đợi một hồi để tâm đi cảm thụ bốn phía tốt đẹp không phải một việc rất thoải mái ư tại sao muốn chém chém g iota s g iota s còn hoàng giả một tộc không có chút bình tĩnh nào đánh giá kém ta con mẹ ngươi thấy lời mình muốn nói tên này đã nói trước, thân thể thần linh hoàng run rẩy, lục phủ ngũ tạng sôi trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ hộc máu, đại ca, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi là kẻ trộm. Tại sao người có thể không biết xấu hổ như vậy? Thần linh hoàng tức giận nắm tóc, biết cùng tên này nói càng nhiều, sẽ tức càng lớn, lần nữa đập tới. Một trường này ẩn chứa toàn bộ tức giận, so với lực lượng trước đó mạnh mẽ gấp bội, trương huyền muốn né tránh, nhưng phát giác thân thể bị giam cầm, muốn nhúc nhích cũng không làm được liều mạng. Biết lại không phản kháng, có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ, Trương Huyền đành phải nhịn đau đình chỉ hấp thu, cổ tay khẽ đảo, bàn tay nâng lên, có điều trưởng lực còn không có trào ra, liền cảm thấy vòng xoáy phía trên lay động kịch liệt, giống như thuyền con gặp dòng nước xiết. Ở trên không trung kìm lòng không được lảo đảo, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Công kích của thần linh hoàng ở dưới cỗ khí thức kia cũng ba một tiếng, tan thành mây khói, biến mất không thấy hình bóng. Chuyện gì xảy ra? Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, toàn lực ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng lực lượng truyền đến. Ngay sau đó nhìn thấy trên trời cao, lỗ đen không ngừng tỏa ra lực lượng trở nên càng thêm dữ tợn, một cánh tay chậm rãi đưa ra ngoài. Lực lượng vừa rồi dung chuyển vòng xoáy, chính là do cánh tay này phát ra. Nguy rồi, quả nhiên có thần linh. Thấy một cánh tay liền để hắn không đỡ được, lực lượng của đối phương tuyệt đối vượt qua tích huyết trùng sinh đỉnh phong, Trương Huyền sầm mặt lại, không dám nói nhảm. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, tiếp tục hấp thu lực lượng tán giật ở bốn phía. Một khi tên này đi ra, liền không có cơ hội hấp thu. Hiện tại thương thế đã khôi phục chín thành, chỉ còn lại có hai bắp chân, nhất định phải nhanh hoàn thành. Nếu không để hắn tàn sát 10 vạn người, tiêu phí vô số bảo vật tế tự. Khẳng định không làm được, cũng sẽ không đi làm. Xì 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 xì. Cơ bắp trên bàn chân dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, chỉ chốc lát chỉ còn lại hai cái chân thấy tên này ở thời điểm cánh tay thần linh xuất hiện, vẫn như cũ không ngừng hấp thu, thần linh hoàng là thật muốn điên. Bái kiến tham tiền, nhưng chưa thấy qua tham như vậy. Nói thật, nếu không phải thời điểm tế tự không có tính toán tốt giá trị bảo vật, lực lượng tặng lại nhiều hơn dự toán, tên này xông lên, tùy ý hấp thu như vậy, căn bản không đủ bản thân khôi phục thương thế. Dù vậy cũng chỉ khôi phục tám thành, cách triệt để khôi phục còn có một khoảng cách nhưng đối phương khôi phục ít nhất hơn chín thành. Biết thần linh tế tự sắp xuất hiện, nếu như lại tranh đấu, rất có thể thật bị đập chết, thần linh hoàng không dám nói nhiều, cắn chặt răng, cũng tăng thêm tốc độ. Người cái tên giặc cướp, đây đều là của ta. Mới hấp thu hai cái, liền nghe đối diện có thanh âm tức giận la lên, ngay sau đó nhìn thấy tên trước mắt nâng bàn tay lên, đánh tới một trường. Dầm, kiếm khí gào thét, bao phủ toàn bộ bốn phía. Ngươi, Thần linh hoàng dừng lại hấp thu, thân thể run rẩy, muốn tránh né công kích của đối phương, lại phát hiện chỉ có bề ngoài, lực lượng xoay quanh ở trong lòng bàn tay, không có bắn ra. Chỉ là hù dọa hắn. Xì xì xì. Đối phương tiếp tục hấp thu. Đáng ghét. Thần linh hoàng tức giận run rẩy, lỗ chân lông toàn thân mở rộng, lần nữa muốn hấp thu, chỉ thấy đầu ngón tay của đối phương chỉ ra, một đạo kiếm khí tuôn trào. Lần nữa né tránh, đối phương lại không bắn ra tên này cũng không dám ra tay, chỉ là muốn cố ý chậm chế ta hấp thu. Giờ phút này thần linh hoàng cũng rõ ràng. Cánh tay thần linh xuất hiện, nói rõ có thể sẽ hạ xuống thế gian, coi như đối phương lại hổ báo, cũng không dám chân chính động thủ, mục đích làm như vậy, chính là quấy rầy hắn tu luyện, tốt độc chiếm tế tự ban cho lực lượng. Nghĩ đến cái này, thần linh hoàng không còn lo lắng, tiếp tục tăng thêm tốc độ hấp thu lực lượng tán giật ở bốn phía, đang hấp thu thoải mái, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng lên, kìm lòng không được né tránh. Phốc, trước ngực phát lạnh, một đạo kiếm khí đâm xuyên qua ngực, nếu không phải tránh né nhanh, khả năng trái tim cũng bị đâm xuyên. Mẹ nó, thần linh hoàng điên thật rồi. Vừa rồi một bộ không dám ra tay, đủ loại thăm dò, làm sao bản thân vừa bắt đầu tu luyện, liền có kiếm khí đâm tới. Chẳng lẽ ngươi không sợ thần linh trách tội? Hay là nghĩ lôi kéo ta chết chung? thần linh hoàng tràn đầy tức giận, muốn xông tới, cùng tên này đánh nhau chết sống, chỉ thấy hắn đột nhiên ngừng lại, không hấp thu lực lượng, cũng không công kích, mà thần thái cung kính nhìn bàn tay trên không ôm quyền. Thần vĩ đại, tại hạ là thực tế không ưa đối phương giả mạo ta, hấp thu lực lượng mà tiền bối ban cho. Một gia hỏa ăn trộm trắng trợn như vậy, xin cho phép ta chém gợi yêu ta ít hắn, nếu không mặc cho như vậy, tôn nghiêm của tiền bối ở đâu. Nói lại là cổ ngữ linh tộc tinh thuần, ngay cả hắn muốn nói ra cũng cần học tập rất lâu t lạp nghe nói như thế thần linh trong lỗ đen triệt để tức giận vòng xoáy lần nữa lay động ngay sau đó lại một bàn tay chậm chạp đưa ra ngoài nhẹ nhàng khẽ đảo chụp về phía thần linh hoàng tiền bối thần linh hoàng chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu xém ngất tại chỗ đây chính là thần linh mà hắn một mực liên hệ tế tự cùng thần dung hoàng phục vụ thần linh hoàn toàn khác biệt cũng không phải cùng một cái Nguyên nhân chính là như vậy, mới dám đối kháng thần dung hoàng, không sợ đắc tội đối phương. Một mực tế tự đủ loại bảo vật, cũng từ chỗ đối phương thu hoạch được lực lượng tầm bổ. Làm sao tên này chỉ nói mấy câu, liền ra tay với mình. Chẳng lẽ ngươi nhận không ra, ta mới là thật ư? Thần linh hoàng tức đến run rẩy, muốn vạch trần thân phận của đối phương, quay đầu nhìn sang Trương Huyền, liền thấy thanh niên kia chẳng biết lúc nào khoanh chân ngồi trên không trung, lỗ chân lông toàn thân mở rộng, tiếp tục hấp thu lực lượng. Mà hai chân lúc trước còn thừa lại khung xương, giờ phút này chỉ còn lại có 10 đầu ngón chân, cái khác đều đã tốt đẹp. Mẹ nó, trái tim thần linh hoàng co lại, khóc ra thành tiếng. chương 3496, thần linh dáng thế 2. Không biết xấu hổ, đổi trắng thay đen, mấu chốt nhất là tốc độ hấp thu lực lượng, nhanh hơn hắn gấp bội A. Lúc nào nhân tộc xuất hiện một nhân vật khó chơi như vậy? Sớm biết có tên này, tuyệt đối không đánh dung hoàng, không nội chiến, mà hai người liên thủ. Mặc dù buồn bực, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Thương thế của tên này sắp khôi phục, một khi ngón chân khôi phục xong, hẳn là sẽ không hấp thu nữa, đến lúc đó, bản thân liền có thể tăng thêm tốc độ. Đợi thương thế tốt đẹp, nhất định phải chặt hắn thành mười mấy khối cho hả giận. Trên mặt thần linh hoàng lúc trắng lúc xanh, lại hấp thu một hồi, phát hiện ngón chân của đối phương hoàn toàn mọc ra vừa định tăng thêm tốc độ, chỉ thấy ra hỏa ngụy trang thành mình lấy ra một bức tranh, đồng thời liên tục bắt lấy, trên không tỏa ra khí thức điên cuồng tràn vào trong. Sát, thân thể thần linh hoàng run lên, không ngừng run rẩy. Ăn no còn muốn đóng gói. Một ngụm máu tươi ở yết hầu bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra, thần linh hoàng là thật muốn điên rồi. Đây là thần linh ban cho, bức tranh của đối phương từ nơi nào xuất hiện, ngay cả loại lực lượng này cũng có thể thu là khổng sư. Thần linh hoàng liếc mắt nhìn, liền hiểu được, bức họa này ẩn chứa không gian cùng thời gian pháp tắc, thuộc về thế giới độc lập, hẳn là khổng sư lưu lại. Lúc trước đối phương xung kích cổ thánh, chính là mượn cổ thánh lực phong ấn trong đó. Cánh tay của đối phương huy vũ liên tục, tựa như biến thành thiên thủ quan âm, lực lượng trên không vốn càng ngày càng thưa thớt, đều bị rót vào bức tranh, tốc độ so với hắn hấp thu còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, đối phương gói như vậy, coi như hắn liều mạng thôn vệ, cuối cùng được cũng sẽ không vượt qua một phần mười. Đây chính là của ta, của ta. Ta muốn gỡ yêu ta ết ngươi. Biết không chơi chết đối phương, thương thế của hắn sẽ không có khả năng khôi phục, thần linh hoàng kìm nén không được, vò tới. Nhưng chưa đi tới trước mặt. Giang giác, bàn tay trong lỗ đen đập xuống. Thân thể run rẩy bay ngược ra, miệng phun một ngụm máu tươi. Miệng thần linh hoàng há mở, Nước mắt nhịn không được chảy xuôi. Chẳng lẽ bản thân nhọc nhằn khổ sở tế tự thần linh, tin tưởng lời nói dối của đối phương? Không hố người như vậy a? À? Ai? Nhìn thấy biểu lộ của đối phương, Trương Huyền vẻ mặt than thở, lần nữa lắc đầu. Thần linh đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của mình, sở dĩ động thủ là bởi vì hắn phá hoại quy củ, không chút kiêng kỵ thi triển lực lượng. Người ta đi ra làm trọng tài, nhưng ngươi vượt lên trước động thủ không phải tự mình tìm phiền toái sao. Khiêm tốn mới là vương đạo. Ở trước mặt thần linh, đừng có quá nhiều động tác, phải có tâm bình tĩnh. Người nhìn ta, tâm cảnh rất bình thường a hát. Cảm xúc bản thân yêu tú một tiếng, quay đầu nhìn về phía lực lượng đặc thù trước mắt, con mắt lần nữa thả ra tinh quang. Có thể để cho hắn dưới tình huống xương cốt toàn thân khôi phục nhanh như vậy, không hổ là đồ vật tế tự đổi lấy, quả nhiên lợi hại. Hô hô hô, bàn tay tựa như quạt hương bồ, không ngừng bắt lấy bức tranh, không đến 3 phút, lực lượng di tán trên không liền bị hút vào. Có nhiều lực lượng như vậy, về sau coi như bị thương, cũng không cần lo lắng quá mức. Thậm chí làm tốt, còn có khả năng để ngoan nhân triệt để khôi phục. Làm xong tất cả, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lỗ đen càng thêm dữ tợn, một bóng người cao to đã dò ra nửa người. Không phải lạc nhược hy, là một nam tử bộ dáng thanh niên. Hình dáng không khác nhân loại bình thường bao nhiêu, nhưng khí tức càng thêm mạnh mẽ, không có bất kỳ động tác gì, nhưng không gian bốn phía từng tầng từng tầng nát vụn, hình như thế giới này căn bản không dung được lực lượng của hắn tràn ra. Là cường giả phá toái hư không cảnh. Thần Dung Hoàng vội vàng truyền âm tới. Đây là phá toái hư không. Trương Huyền hít mắt lại. Lực lượng của đối phương mạnh mẽ tới cực điểm, quả thực để thế giới này khó mà dung hợp. Nếu như so sánh thế giới là đại dương, đối phương chính là dầu, bất luận sóng nước lại lớn, cũng không cách nào bao phủ hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ trôi nổi ra ngoài. Phá toái hư không, còn gọi là tiên sứ, năm đó thời điểm khổng sư chưa đi, từng có người tế tự trời cao phái tiên sứ đến, không nghĩ tới. Lại tới, hẳn là vì khổng miếu. Tiên sứ hạ xuống, cùng khổng miếu có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, truyền thuyết khổng miếu ẩn giấu ở trong hư không, phong ấn thông đạo kết nối giữa trời cao cùng nơi này, Hiện tại khổng miếu xuất hiện, giống như đồ vật tắc nghẽn trong đường ống được khơi thông, cường giả tiên sứ tự nhiên có thể hạ xuống. Nói như vậy, bố cục của toàn bộ đại lục sẽ biến hóa. Cũng không đến mức cường giả tiên sứ hạ xuống khẳng định không dễ dàng như vậy, không chỉ phải hao phí đánh đổi to lớn, tu vi bản thân cũng bị phong ấn rất thấp, cho dù là phá toái hư không, đoán chừng cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi, chỉ cần chúng ta liên hợp chung một chỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Hỏa Tư Cổ Thánh, Mặc Hư Cổ Thánh cùng mấy vị vương giả còn lại, ý niệm nhanh chóng giao lưu. Người kia chính là tiên sứ từ thượng giới đến, nếu như tên này thật trợ giúp thần linh hoàng, bọn họ sẽ đối mặt nguy hiểm to lớn. Lạc Nhược Hi là loại thực lực này sao? Minh Lý Chi Nhãn không ngừng lóe lên. Cảnh tượng Lạc Nhược Hi lúc gần đi, tựa như màn nước hiện lên ở trước mắt. Nàng đồng dạng là nghiền nát không gian, không bị không gian dung hợp, nhưng không quá giống cái trước mắt này đồng dạng so sánh danh sư đại lục với đại dương mà nói vị này là giàu lạc nhược hy thì giống như gỗ đồng dạng không dung hợp nhưng người sau càng kiên cố hơn thoát ly nhanh hơn nói cách khác thực lực của lạc nhược hy khả năng so với vị trước mắt này càng thêm cường đại tiền bối ta mới thật sự là thần linh hoàng hắn là giả thần linh hoàng bị một bàn tay quất bay qua thật lâu mới tĩnh hồn nhìn thấy khí thức đặc thù trên không đã bị đối phương gói sạch sẽ biết động thủ lần nữa đã không còn ý nghĩa hàm răng cắn chặt ôm quyền nói ta là thật hắn là giả hắn đang mạo danh ta muốn lừa gạt tiền bối trương huyền không cam lòng yếu thế vội vàng tiến lên thân thể khôi phục phù lục ngụy trang bao phủ cùng đối phương giống nhau như đúc đo lường huyết dịch cũng chưa chắc có thể điều tra ra dù sao đã như vậy còn không bằng một đường đi đến đáy âm âm lỗ đen lay động thần linh ở trong quá trình trò chuyện triệt để đi ra, lơ lửng giữa không chung, hít sâu một hơi, hai con người đen nhánh bỗng nhiên mở ra. Răng rắc, răng rắc, mang theo sấm sét một cỗ khí thức để cho người ta kinh hãi lan tràn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nát bầu trời. Hình như cỗ lực lượng này cũng không phải đến từ thế gian, mà đến từ một thế giới khác. Tích huyết trùng sinh bình thường ở dưới cỗ lực lượng này cũng sẽ không ngừng run rẩy, huống chi người bình thường một sinh mệnh ở thế giới cấp thấp, muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, còn không làm được. Thần linh hừ lạnh, hai mắt như điện, bỗng nhiên bao phủ về phía hai người. Toàn thân trương huyền siết chặt, như bị hồng hoang mãnh thú bao phủ, lông tơ toàn thân không tự chủ được dựng lên. chương 3497, thần linh hoàng thần phục thần linh 1. Cũng chưa chắc thất bại, mặc kệ. Dựa vào long cốt thần thương, ngoan nhân, hỏa tư cổ thánh, mặc linh cổ thánh cho dù đối phương là phá toái hư không cảnh, muốn chém gỡ yêu ta hết mọi người cũng chưa chắc có thể làm được, đã như vậy, còn có cái gì phải lo lắng. Lòng khẩn trương một cái chớp mắt khôi phục lại, trên mặt không vui không buồn, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Ánh mắt thần linh đảo qua hai người, một lát sau nhíu mày. Các ngươi hướng trời cao cầu nguyện, dùng chính là tinh huyết bản thân, cho ta huyết dịch, nhất định có thể tra ra thật giả. Vốn cho rằng chỉ là một đám thổ dân, dựa vào năng lực cùng thân phận của hắn, tùy tiện liền có thể nhìn thấu, nằm mơ cũng không nghĩ đến, nhìn hồi lâu, cái rắm cũng không có nhìn ra. cảm giác hai cái này đều là thật. thiên hạ không có khả năng có hai linh hoàng, nhưng nếu giả, cho dù ngụy trang giống như đúc, huyết mạch cũng không có khả năng triệt để tương đồng a. À. rất nhanh, hai giọt huyết dịch bay tới, thần thức đảo qua, sắc mặt thần linh trở nên mê mang. vậy mà cũng giống nhau như đúc. làm cái gì a? À? thần linh tên này giả mạo ta lừa gạt thượng sứ tội không thể tha thấy hắn quan sát huyết dịch còn tưởng rằng quan sát ra điều gì thần linh hoàng cắn răng ngậm miệng đùng thần linh tắt một cái đánh hắn quay mấy vòng tên ngu ngốc này ta nhận không ra đang rất khó xử còn ở chỗ này lại nhảy muốn chết phải không ta thần linh hoàng bụng mặt tức giận run rẩy thần linh hoàng thật tế tự thượng giới mới có thể để cho ta hạ xuống giả khẳng định không biết cụ thể dùng bao nhiêu bảo vật, giá trị lại bao nhiêu. hai người các ngươi đều viết ra cho ta xem nội dung một chút, giá trị chính xác, tự nhiên là thật. thần linh trần chờ một chút nói đã thần linh hoàng tế tự thượng giới, phan xin khôi phục thương thế lại tiêu phí lớn đánh đổi để cho mình hạ xuống đối với tế tự mà ra chi phí khẳng định biết rõ rõ ràng ràng. cái này thần linh hoàng sửng sốt một chút sau đó gật đầu được nói xong lấy ra một cái ngọc bài tinh thần khẽ động khắc ấn giá trị bảo vật mà bản thân biết lên thấy hắn bắt đầu trương huyền dừng lại một chút cũng lấy ra một cái ngọc bài bắt đầu viết tế tự thế nào làm sao câu thông thượng giới lại cần tiêu phí bao nhiêu hắn không rõ ràng không thể không nói vị thần linh này rất thông minh chỉ từ điểm ấy liền tóm lấy điểm yếu của người ngụy trang bất quá lúc trước ngụy trang thành giám bảo sư ổ thao tất cả bảo vật đều nhìn qua một lần vừa rồi mọi người bởi vì tế tự mà chết, linh hồn đều bị thánh tích thạch thôn phệ, bị hắn cùng phân thân hấp thu, số lượng, cấp bậc cụ thể cũng đều rõ rõ ràng ràng. Trầm tư một chút, lập tức ghi lại giá trị và số lượng chuẩn xác lên. Đồng thời nhận lấy ngọc bài của hai người, thần thức quét tới, con mắt nhất thời nheo lại, nhìn chầm chầm thần linh hoàng cách đó không xa, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ gợi yêu ta ít người. Tiền bối, nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng thần linh hoàng toát ra linh cảm không lành, lời còn chưa dứt, chỉ thấy bàn tay của đối phương phá không chụp xuống. Ngay cả ta cũng dám lửa gạt, người muốn chết. Âm âm, giống như thiên băng địa liệt, thân thể thần linh hoàng bị giam cầm, chạy trốn cũng không làm được, sức mạnh vô cùng vô tận như muốn đập hắn thành thịt vụn. Không, chương 3498, thần linh hoàng thần phục thần linh 2 không nghĩ tới thần linh mà mình tiêu phí đánh đổi to lớn xin xuống muốn gợi yêu ta ết mình, thần linh hoàng buồn bực sắp chóng mặt, gào lên một tiếng, huyệt đạo toàn thân mở ra, chân khí trong cơ thể hung mãnh tuôn trào. Thời gian nháy mắt, thân thể liền trở nên cao hơn hai trượng, lực lượng tích huyết trùng sinh đỉnh phong giống như hỏa diễm thiêu đốt. Lạch cạch, hỏa diễm dập tắt, thần linh hoàng từ không trung rơi xuống, đập ở trong vương thành, tế đàn sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thật mạnh, Trương Huyền nhảy dựng. Hắn ở bên cạnh có thể rõ ràng nhìn ra, vị thần linh trước mắt này không có thi triển ra toàn lực, tiện tay vỗ một cái, Tích Huyết Trùng Sinh đỉnh phong dùng hết toàn lực cũng không đỡ được. Đây là thực lực của phá toái hư không cảnh. Lúc trước còn cho rằng dựa vào long cốt thần thương cùng đám người hỏa tư cổ thánh, hắn có thể chiến một trận, hiện tại mới hiểu. Không thể nào làm được. Chênh lệch quá lớn, không phải nhiều người có thể giải quyết. Giống như cổ thánh cùng đại thánh kém là đẳng cấp sinh mệnh, mà không phải số lượng. Trong lòng rung động, đồng thời tràn đầy lo nghĩ, chẳng lẽ thần linh hoàng đối với đồ vật mình tế tự biết cũng không rõ ràng. Ngược lại bản thân viết đúng. Nếu không, tại sao thần linh kia lại động thủ với hắn? Trương huyền đoán không sai, giờ phút này thần linh hoàng là thật sụp đổ. Hắn chuẩn bị vô số bảo vật, hầu như mời tới tất cả giám bảo sư có danh vọng của linh tộc, nhưng vẫn không có làm rõ giá trị cụ thể vì cái gì người giả biết. Dung mạo, linh hồn, huyết mạch, ngay cả cái này cũng không kém chút nào, chính hắn cũng cảm thấy mình là giả, đối phương là thật. Âm âm, từ trong hố lớn vọt ra, thần linh hoàng cắn răng, lau sạch máu tươi ở khóe miệng tràn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, khí tức trùng kích, tóc dựng lên, trong ánh mắt mang theo kiên định không cho phép dao động. Xem ra thần linh đến từ thượng giới cho rằng ta là giả. Thế nào, người còn không muốn thừa nhận thần linh hít mắt lại lòng bàn tay có lực lượng xoay tròn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt ra đánh hắn thành bột phấn tiền bối cho rằng như vậy ta không cách nào phản bác chỉ có thể nói đối phương ngụy trang quá mạnh nhưng thần linh hoàng hít sâu một hơi khắp khuôn mặt là dữ tợn ta nguyện ý lấy sinh mệnh của mình hiến tế dâng hiến cho thần linh cam nguyện làm người hầu của ngươi người hầu cả đời nghe theo mệnh lệnh của ngươi không oán không hối mà hắn Nói đến đây thần linh hoàng dừng lại một chút, lạnh lùng nhìn về phía trương huyền cách đó không xa. Dám sao? Nói xong, một giò tinh huyết lập tức từ mi tâm bay ra, thẳng tắp bay về phía thần linh. Chỉ cần người sau tiếp thu, sẽ giống như thánh thú ký kết khí ước, biến thành hạ nhân tùy thời kêu gọi. Sinh tử cũng không do bản thân khống chế. Cái tên này, trong lòng trương huyền lột bột một chút. Khó trách lúc trước tên này nói, thần dung hoàng không có hung ác như hắn, hắn ngay cả sinh mệnh cũng có thể không cần. Lúc trước còn tưởng rằng nói là tế tự, không nghĩ tới đã sớm có quyết định, tính toán hiến tế cả người cho đối phương. Khó trách những vương giả lôi kéo kia tử vong, hắn cũng không thèm để ý, cũng không có bất kỳ bối rối, nguyên lai át chủ bài lớn nhất chính là vị, thần linh, này. Trở thành hạ nhân, tự nhiên trăm phần trăm thu hoạch được tín nhiệm, thân là chủ nhân, trợ giúp hạ nhân bình phục phản loạn, cũng là chuyện đương nhiên. Phần Phật ngón tay thần linh duỗi ra, thu huyết dịch vào mi tâm, sau một khắc liền nắm giữ ý niệm cùng linh hồn của đối phương, có thể nhất niệm đánh gỡ yêu ta Sau khi làm xong, quay đầu nhìn về phía trương huyền cách đó không xa, ánh mắt lại không còn ổn định như lúc trước, mà mang theo lạnh lùng. Trái tim trương huyền siết chặt. mươi 3499, sự mạnh mẽ của thần linh một Ngươi là giả. Thanh âm như kim thiết giao kích, vẻ mặt thần linh không có chút tình cảm nào. Trương Huyền ở trước mặt hắn, đã không khác gì người chết. Thân là người từ thượng giới đến, bị thổ dân hạ giới lừa gạt nhận không ra thật giả, truyền đi, mất mặt cũng mất chết rồi, trong lòng chắc hẳn đã tích lũy một đống lớn lửa giận. Ha ha, biết thần linh hoàng nhận chủ là át chủ bài lớn nhất, hắn tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, Ngụy Trang khá hơn nữa cũng có sơ hở, Trương Huyền khó xử cười một tiếng, lăng không chảo một cái. Hô Long cốt thần thương lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lông mày dương lên, một thương phá không đâm tới. ầm, um, trường thương mang theo lực lượng phá diệt thời không, truyền vào toàn bộ khí lực của trương huyền thân thể, vu hồn, tính cả chân khí, hoàn mỹ tập trung ở cùng một chỗ. Lần này thần linh hoàng cũng không thể chặn lại, sẽ bị xuyên qua tại chỗ. đã bị nhìn thấu thân phận, vậy trước tiên ra tay, nhìn có thể đánh gỡ iota s tên này hay không lại nói g ít không chết tương đương với chiếm cứ chủ động nếu đối phương là thần linh hoàng tế tự mang tới giờ phút này lại trở thành chủ nhân của đối phương khẳng định không còn đường lùi cũng không cần thiết làm người tốt lành gì ôi nhìn thấy cử động của hắn thần linh cười nhạo một tiếng hai tay chắp sau lưng cũng không tránh né ông lòng cốt thần thường đâm vào lồng ngực của hắn còn chưa tới trước mặt liền bị một cỗ khí lưu ngăn ở bên ngoài giống như kiếm gỗ đâm vào thiết giáp không có bất kỳ hiệu quả gì, càng không tiến lên được mảy may. Ra đầu trương huyền nổ tung. Đã sớm nhìn ra tên này mạnh mẽ, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Chỉ bằng vào chân khí hộ thể, liền chặn lại công kích toàn lực của hắn. Giang giác, giang giác, vội vàng muốn rút trường thương về, lại phát hiện không gian trước ngực đối phương nghiền nát, trường thương giống như bị kẹt ở trong không gian vỡ vụn, muốn rút về cũng không làm được. Ngay sau đó, thanh âm của long cốt thần thương vang lên ở bên tai. Chủ nhân, ta bị thương. Vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy mũi thương mài mòn, vảy rồng bên ngoài thân xuất hiện vết rách, dường như máu tươi chảy ra. Quá mạnh, căn bản không có cách nào đánh. Đối phương không có ra tay đã lợi hại như vậy, thật muốn ra tay, còn không phải dễ dàng bị xóa bỏ. Vốn cho rằng nắm giữ sức chiến đấu cấp tích huyết trùng sinh, phối hợp long cốt thần thương, trong cảnh giới cổ thánh đã không cần sợ hãi, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Động thủ, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Thấy cảnh này, thần dung hoàng rõ ràng, lại không động thủ, có thể sẽ giống như lúc trước, bị ung dung gờ yêu ta -ết chết, hắn kìm nén không được, trường đao trong tay vạch một cái, bổ xuống. Hỏa tư cổ thánh cũng nâng móng vuốt thô to lên, hỏa diễm thiêu đốt, tựa như muốn nung đỏ thiên địa. Mạc linh cổ thánh, mấy vị cổ thánh khác cũng không dám ngừng lại, đồng loạt ra tay. Mấy người này xem như toàn bộ sức chiến đấu mạnh nhất của dị linh tộc, đồng thời ra tay, thiên địa giống như bị xuyên thủng. Thần linh nâng tay, cong ngón tay bắn tới. 3. Một đoàn phong bạo nhanh chóng phá nát không gian, lực lượng công kích đến trong nháy mắt bị hóa giải vô hình, như chưa hề xuất hiện qua. Trương Huyền Nhân cơ hội giúp Trường Thương về, trở lại bên cạnh đám người thần dung hoàng, quay đầu nhìn, chỉ thấy mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 3500, sự mạnh mẽ của thần linh 2. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, thần dung hoàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng sẽ bị đánh gỡ yêu iota s, không có bất kỳ đường sống phản kháng, vị này vậy mà dùng ngón tay ung dung chặn lại, không có lui về phía sau một bước. Đây là sức chiến đấu của phá toái hư không cảnh. Làm sao lại cường đại như vậy? Rất tốt, còn có chút thực lực. Thần linh cười nhạt một tiếng, nhìn qua mọi người, đôi mắt đen nhánh không có chút tình cảm nào giống như hắn thần phục ta làm hạ nhân của ta ta có thể không gợi yêu ta ít các ngươi nếu không ngày hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi thần phục đừng mơ tưởng cố nén ngực sôi trào bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ thần dung hoàng cắn chặt hàm răng hắn là đệ nhất hoàng giả nếu quả thật nguyện ý bỏ qua tôn nghiêm có lẽ sẽ không biến thành cục diện như vậy vậy để ta xem một chút cốt khí của ngươi lớn bao nhiêu thần linh hừ nhẹ một tiếng cong ngón tay búng một cái. Cũng không thấy có bất kỳ thanh âm, cũng không thấy công kích, vẻ mặt thần Dung Hoàng đột nhiên biến đổi. Âm, um, trước ngực lập tức nổ ra một cái động lớn, bay ngược ra, người ở trên không chung, máu tươi không ngừng phun mạnh. Bản thân hắn bị thương rất nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, nếu không phải thù hận cùng tức giận trong lòng gia trì, đoán chừng không trở về được nơi này. Lần nữa bị công kích, thương càng thêm thương, chỉ thoáng cái đã cảm giác thân thể sắp sụp đổ, có chút không chịu nổi. Trương Huyền vội vàng rót khí tức trị liệu thương thế vào trong cơ thể đối phương, kết quả lại phát hiện, một chút hiệu quả cũng không có, giống như dầu và nước, không thể dung hợp. Đây là thần linh hoàng căn cứ thể chất của hắn, tế tự được lực lượng, những người khác không thể sử dụng, thiếu ra là bởi vì ngụy trang thành hắn mới có thể chữa thương. Thần Dung Hoàng lắc đầu, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, vẻ mặt khá hơn một chút, mở miệng nói. Đồ vật thần linh ban cho, chỉ có người tế tự mới có thể sử dụng, thiếu gia có thể ngụy trang giống nhau như đúc, hấp thu cỗ lực lượng này, nhưng hắn không làm được. Đi danh sư đại lục, linh thần chỉ giúp hắn che giấu khí tức, che lấp thân phận dị linh tộc, cũng không ban tặng loại phù lục có thể ngụy trang này. Cái này, thu bức tranh về, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thần linh. Chỉ thấy đối phương cũng không tiếp tục công kích, mà lạnh lùng nhìn qua, Giống như đã nắm giữ sinh tử của mọi người. Nói thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, quả thực không quan tâm những người này sống hay chết. Tất cả mọi người liên hợp cũng không phải đối thủ, gợi yêu ta ết chết đối phương, tự nhiên càng không cần suy nghĩ. Các người thì sao? Thấy mọi người không lên tiếng, thần linh lần nữa cong ngón tay bắn ra. Thình thịch thình thịch, hỏa tư cổ thánh, mặc linh cổ thánh, cùng mấy vị thánh giả còn lại đồng thời bay ngược, khuôn mặt trắng bệch khóe miệng tràn ra máu tươi. Ta muốn gỡ yêu ta ít các ngươi, dễ như trở bàn tay, mà các ngươi lại không thể làm gì. Đây chính là thực lực, mạnh được yếu thua, thế giới này coi trọng thực lực nhất, muốn chết, hoặc làm người hầu của ta, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, lựa chọn sai, các ngươi liền kết thúc. Bàn tay chắp tay sau lưng, thần linh lạnh lùng nhìn qua, trong thanh âm mang theo uy nghiêm làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Hình như ai không đồng ý, sẽ bị lập tức chém gờ iota s. chỉ cần thần phục người sẽ không gờ iota s chúng ta. một vị cổ thánh ở sau lưng hỏa tư cổ thánh cắn răng nói. đương nhiên không chỉ sẽ không gờ iota s sẽ còn giúp các người thống nhất linh tộc thậm chí danh sư đại lục cho các người chân chính thống trị thiên hạ có được quyền lợi vô thượng. thần linh thản nhiên nói. cái này. vị cổ thánh hỏi thăm kia dừng lại một chút trên mặt lúc đỏ lúc trắng hàm răng cắn chặt ta nguyện ý thần phục. Hắn trợ giúp thần Dung Hoàng, chỉ là ân tình, muốn lấy công hộ giá, thu hoạch lợi ích càng lớn, mà bây giờ thần linh xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, đương nhiên sẽ không tiếp tục kiên trì. chương 3501, tuyệt chiêu cuối cùng một Người rất thông minh, cũng rất thức thời. Thấy một câu nói liền để một vị cổ thánh phản loạn, thần linh nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra vẻ hài lòng, lần nữa nhìn tới những người khác. Các ngươi thì sao, Ta ba vị cổ thánh được thần dung hoàng đưa tới, từng cái thân thể run rẩy, không biết trả lời như thế nào. Rõ ràng đã sắp thắng, lại toát ra cường giả như thế này, để cho bọn họ căn bản không có cách nào lựa chọn. Dung hoàng, xin lỗi, lần này cũng không phải là ta không giúp ngươi. Ân tình ta nợ ngươi, kiếp sau trả lại. Dừng lại mấy hơi thở, một vị cổ thánh quay người bay về phía thần linh. Ở trước mặt sinh tử các ngươi lựa chọn như thế nào đều do bản tâm thần dung hoàng lắc đầu nhìn về phía hai vị cổ thánh còn lại lại thấy hai người đồng thời lắc đầu sống lâu như vậy đã sớm bỏ qua sinh tử nếu như có thể chết ở trong tay thần linh thượng giới đủ để lưu danh sử sách chuyến đi này không tệ dung hoàng người từng cứu ta ta và ngươi cùng tiến thối ta cũng vậy kim tháp cổ thánh ta đã đồng ý theo ngươi liền không có ý định sống trở về có người tham sống sợ chết, cũng có người chân chính trung nghĩa. Sĩ linh tộc, cũng không thiếu người trung nghĩa. Đa tạ, biết rõ hẳn phải chết, còn nguyện ý đứng ở bên mình, thần dung hoàng tràn đầy cảm kích, nhìn về phía hỏa tư cổ thánh. Nhìn ta làm gì, lão tử không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là lật lọng, thần linh thượng giới lại như thế nào. Muốn gỡ yêu ta ta, cũng phải lột một lớp da. Hỏa tư cổ thánh cười lạnh, hàm răng âm u tĩnh mịch hắn thừa nhận ân tình của chủ nhân, tự nhiên sẽ tới cùng tiến thối. Người khẳng định cũng không cần nói. Lần nữa nhìn về phía mặc linh cổ thánh, thấy ánh mắt hắn kiên định, thần dung hoàng biết nói nhiều vô ích, nhìn về phía trương huyền. Thiếu ra, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đương nhiên là liều mạng. Trương huyền mỉm cười, hừ nhẹ một tiếng, trường thương lần nữa run lên. Phá! Thẳng tắp vọt ra ngoài, trường thương như rồng, Bốn phía lóe ra từng đạo hư ảnh, bao phủ thần linh ở bên trong. Động thủ, thần dung hoàng biết không đường lui, cũng lao ra nghênh tiếp. Sáu đại cổ thánh liên hợp, thiên địa như tùy thời sụp đổ, toàn bộ dị linh vương thành giống như động đất, vô số kiến trúc sụp đổ, đủ loại trận pháp, phù văn, di tán ở bốn phía. Cổ thánh quá lợi hại, một người liền có thể hủy diệt vô số sinh linh, huống chi nhiều như vậy đồng thời ra tay. Một đám sâu kiến không biết trời cao đất rộng, bị vây công ở giữa, thần linh cười lạnh, hai tay cuồn cuộn, cũng không thấy có chiêu số gì, công kích của mọi người liền biến thành vô hình, không có chút hiệu quả nào. Long cốt thần thương bị đối phương gãy liên tục ba lần, gan bàn tay của Trương Huyền đổ máu, tinh thần khẽ động. Một quyển sách xuất hiện, sau đó cánh tay lan ra ra, thẳng tắp bắt tới thần linh. Phần Phật, cùng bàn tay thần linh đối đầu, một mực không có bất kỳ gợn sóng, thần linh con mắt sáng lên cường giả phá toái hư không cảnh. Hiển nhiên, hắn liếc mắt liền nhìn ra thực lực của ngoan nhân khi còn sống, giống như hắn, cũng đạt tới phá toái hư không, thậm chí mạnh hơn hắn hiện tại. Nơi linh khí mỏng manh như thế này, vậy mà có thể sinh ra cường giả lợi hại như thế. Suy nghĩ một chút cũng không dám tin tưởng. Lưu lại cho ta đi. Thần linh hít sâu một hơi, vô liên tục về phía trước. Tê lạp. Không gian bị xé rách ra, cánh tay của ngoan nhân không cách nào chống lại, bị trói buộc tại chỗ. chương 3502, tuyệt chiêu cuối cùng hai Hiện tại khung xương nửa người trên của ngoan nhân đã triệt để thu thập hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu hụt bắp đùi cùng chân, thực lực chân chính chỉ có tích huyết trùng sinh đỉnh phong, cùng đối phương tỉ thí kém một đoạn rất lớn, căn bản không phải đối thủ. Thiếu hụt, thấy ngoan nhân công kích, dẫn tới đối phương biểu hiện ra thực lực, trương huyền vội vàng câu thông thư viện. Phần Phật, Thư viện lắc lư một cái, không xuất hiện thư tịch. Trương Huyền nhảy dựng, nếu như biết thiếu hụt, có lẽ mọi người còn có thể đánh lén, thư viện không phát hiện được, còn đánh thế nào? Chẳng lẽ tên kia không phải người thế giới này, thiên đạo của thế giới này không cách nào dò xét. Trong lòng Trương Huyền toát ra một ý nghĩ, đối phương từ một thế giới khác đến, không thuộc về thế giới này, thực lực lại cường đại quá phận. Có thể bởi vì như vậy, mới không có cách nào dò xét hay không? Lui, không biết thiếu hụt, tiếp tục đánh xuống, làm không cẩn thận toàn bộ sẽ chết, Trương Huyền hô khẽ, trường Thương vạch một cái, nhảy về phía sau. Đám người thần dung hoàng đối với mệnh lệnh của hắn không có bất kỳ nghi ngờ gì, cũng đồng thời thả ra công kích mạnh nhất. Âm âm, bầu trời tựa như nổ pháo hoa to lớn, sóng khí cuồng bạo để phạm vi vài trăm mét không ai dám tiếp cận, vừa mới dừng lại, Trương Huyền đang muốn đâm rách không gian, mang theo mọi người trốn đi liền phát hiện không gian chắc chắn như sắt đối phương dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn không gian trong phạm vi mấy trăm dặm bị giam giữ lại nếu để cho các ngươi chạy trốn ta cũng không cần sống thần linh cười nhạt một tiếng chậm rãi đi về phía trước mỗi đi một bước liền cho người ta cảm giác áp bách tăng cao tên này quá mạnh bất luận từ chỗ nào đều giống như không có thiếu hụt hoàn mỹ không giống loài người cho ta không xương của cường giả phá toái hư không kia Ta có thể tha các ngươi một con đường sống." Thấy ở dưới áp bách của mình, mọi người không dám tiếp tục chạy trốn, thần linh nhẹ nhàng cười một tiếng. "Chủ nhân, không thể bỏ qua bọn họ." Đồng tử của thần linh hoàng co rụt lại, vội vàng hét. "Lão sược, ta quyết định như thế nào, cần ngươi tới chỉ điểm sao?" Xoay người liếc mắt nhìn, thần linh hoàng lập tức gặp phải trọng kích, lần nữa bay ngược ra, thần linh vung ống tay áo, hừ lạnh nói. "Thế nào?" xử lý xong đối phương, thần linh lần nữa nhìn về phía Trương Huyền. Hắn đã nhìn ra, nắm quyền nói chuyện trong mọi người, chính là gia hỏa tu vi yếu nhất kia, khung xương kia hiển nhiên cũng nghe mệnh lệnh của hắn. Muốn khung xương, Trương Huyền lắc đầu, nằm mơ, ngoan nhân từ rất sớm liền đi theo phía sau hắn, lập xuống công lao hiển hách, vì sinh mệnh bản thân liền tặng người khác. Tuyệt đối không thể, vậy ta đành không khách khí. Thấy hắn nói kiên quyết như thế, thần linh cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, thẳng tắp vỗ về phía Trương Huyền. Vũ trụ sụp đổ, thiên địa trầm luân. Trương Huyền cảm giác tinh thần cùng linh hồn của mình giống như bị tước đoạt, muốn triệt để tử vong. Liều mạng, chết đi cho ta. Biết không thể giữ lại, Trương Huyền cắn chặt hàm răng, tinh thần khẽ động. Hô! Một quyển sách từ mi tâm bay ra, thấy gió liền lớn, biến thành mấy chục trường. Một bản thiên đạo chi thư cuối cùng. Ở lại thư viện, một mực vô dụng, giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp tế ra. Đây là cái gì? Không nghĩ tới đối phương sắp chết đến nơi, không còn thủ đoạn, cầm một quyển sách muốn đập chết bản thân, thần linh suýt chút nữa cười muốn tắt thở. Ngươi cho rằng, một bản sách nát có tác dụng với ta. Có thể thương tổn được ta, nếu có thể ta cười chết cho ngươi xem. Giang giác, lời còn chưa dứt, quyển sách đập ở trên đầu. Mắt thần linh tối sầm lại, cảm giác ý thức bắt đầu tán loạn. Phù phù, nằm trên mặt đất, cắt đứt hô hấp. Trong nháy mắt, bốn phía lặng ngắt như tờ. Trường 3503, thần dung hoàng kiêu ngạo một. Trong mắt của thần linh hoàng sắp rơi ra, lỗ mũi đau xót. Đây chính là hắn tiêu tốn vô số tâm huyết, thông qua tế tự đưa tới thần linh, vốn nghĩ có thể dựa dẫm đối phương, tung hoành linh tộc, diệt đi tất cả thanh âm không phục, nằm mơ cũng không nghĩ đến bị một quyển sách đập chết tại chỗ. Sắc mặt như táo bón, dùng sức vuốt mắt, sợ nhìn lầm. Siêu cấp cường giả tu vi phá toái hư không, một bản sách nát. Cả hai tranh lệch lớn như thế, kết quả. Lần nữa phun ra máu tươi. Con mẹ nó, có cần hố như thế hay không? Người không phải rất nghiêu bức, ai cũng không quan tâm sao. Đùa bỡn mọi người ở trong lòng bàn tay sao. Một sách liền bị vùi dập giữa chợ. Thần linh hoàng tràn đầy khó tin, vào tới trước mặt thấy người này đầu nứt ra, tinh khí thần phảng phất như bị rút sạch đã chết không thể chết lại thần linh hoàng kìm nén không được nước mắt chảy ra làm sao lại xui xẻo như vậy long huyết bị cướp lực lượng khôi phục thương thế bị cướp hiện tại chỗ dựa cũng bị g iota s từ khi gặp được trương huyền liền không có thuận lợi qua may mắn vị thần linh này không nghĩ tới sẽ chết chưa kịp g iota s chết linh hồn của mình nếu không khẳng định cũng theo đối phương. Hỏa tư cổ thánh, mặc linh cổ thánh, thần dung hoàng, cũng nhìn lẫn nhau, không ngừng nháy con mắt. Còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên khó cứu, không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Chủ nhân, thiếu gia, hội trưởng tùy tiện tế ra một quyển sách, liền đập chết đối phương. Quá lợi hại! Hai vị cổ thánh vừa mới đảo ngược theo thần linh cùng thần linh hoàng, vẻ mặt càng như muốn chết vốn là đại công đúc thành, chỉ cần tiếp tục đi theo, một bước lên trời. Kết quả, không chỉ hủy, còn triệt để đắc tội thần Dung Hoàng, về sau lại muốn có loại cơ hội này, là không thể nào. Thần Linh không phải vô địch hư, thế nào cũng không đáng tin cậy như thế. Không chỉ vẻ mặt mọi người như vậy, Trương Huyền cũng mộng bức. Tế gia thiên đạo chi thư, chỉ là động tác bất đắc dĩ, nghĩ đến nhiều nhất là chặn lại đối phương một chút, không ngờ tới, tiện tay có thể đập chết. Sớm biết gì này yếu như vậy, sớm đã lấy thứ này ra. Trước đó Thiên Đạo chi thư chém Giota S cổ thánh nhất trọng, cũng cảm nhận được lực cản, hiện tại đánh Giota S vị này dễ như trở bàn tay. Có lẽ liên quan đến thư viện tấn cấp. Trương Huyền suy tư, ở thiên cơ đường, đánh Giota S vị cổ thánh kia hao tốn không ít lực lượng, Giota S cái này lại nhẹ nhõm vui vẻ, có lẽ liên quan đến hắn dung hợp xuân thu đại điển. Nói cách khác, mặc dù thư viện không cách nào nhìn thấu thần linh nhưng tạo thành thiên đạo chi thư lại vượt xa qua đối phương sung hoàng ta giao hắn cho ngươi người này tử vong tai họa ngầm diệt hết trương huyền không nói thêm lời thân thể nhoáng một cái đi tới trước mặt thần linh thân thể cường giả phá toái hư không nếu có thể luyện chế thành vô hồn kim nhân thiên hạ sẽ không còn địch thủ mấu chốt nhất là có cơ hội nhờ vào đó đi vào vị diện cao hơn đi tìm tung tích của lạc nhược hy còn ân oán giữa thần Dung Hoàng cùng thần Linh Hoàng đã giúp đến đây, cũng nên để bọn hắn tự mình giải quyết. Cảm ơn thiếu gia. Thấy thiếu gia không nhúng tay, cho hắn tự do, thần Dung Hoàng cảm kích, lần nữa nhìn về phía thần Linh Hoàng cách đó không xa. Linh Hoàng, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi lại cấu kết nhân tộc phản loạn hại ta, loại tội danh này, không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là biết. Thắng làm vua thua làm giặc, đã thua, ta không lời nào để nói thần linh hoàng quay đầu nhìn, mấy người mặc linh, hỏa tư cổ thánh phong bế không gian, biết muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, hắn thở ra một hơi, thản nhiên nói. Thắng, khống chế thiên hạ, thua, cùng lắm thì chết một lần. chương 3504, thần dung hoàng kiêu ngạo hai Lúc trước khởi sự, liền suy đoán qua kết quả này, vốn cho rằng sẽ không tiếp thu được, không nghĩ tới chân chính đi tới trước mặt, ngược lại lạnh nhạt hơn rất nhiều. Ta biết nguyên nhân ngươi muốn ngư phản. Thấy bộ dáng của hắn, thần dung hoàng cũng lộ ra bội phục nói: Linh tộc ba đại hoàng giả từ xưa đến nay đều lấy linh hoàng nhất mạch ngươi làm chủ. Từ khi tổ phụ ta hoành không xuất thế trở thành người mạnh nhất linh tộc, mạch các ngươi dần dần suy yếu. Ngươi ra đời liền cho thấy thiên phú dị thường, ý định trung hưng tộc nhân đáng tiếc. Lại gặp ta, muốn vượt qua ta, lần nữa khôi phục linh hoàng nhất mạch huy hoàng, đến cuối cùng không có thành công cho nên mới có quyết định này, nghĩ đến chỉ cần ta chết, liền có thể lần nữa hiệu lệnh thiên hạ, đáng tiếc, nước cờ này đi nhầm. Thần Dung Hoàng lộ ra vẻ cảm khái. Ba đại hoàng giả, thời kỳ thượng cổ lấy Linh Hoàng làm chủ, bởi vậy mới mang theo chữ Linh, về sau nhân tộc đột nhiên xuất hiện khổng sư, Linh tộc xuất hiện ngoan nhân, cả hai chống lại, lúc này đại quyền mới tập trung đến Dung Hoàng nhất mạch. Thân là hoàng giả từ xưa đến nay, Linh Hoàng tự nhiên không phục, dần già mới náo động thành tình cảnh như vậy nói ngẫu nhiên thật ra thì đã là chú định ngươi muốn tăng thêm bất kỳ tội danh nào cho ta cũng không đáng kể chết mà thôi tùy ý ngươi thần linh hoàng xua tay tăng thêm tội danh thần dung hoàng lắc đầu ngươi cũng quá coi thường ta ngươi đã nói thắng làm vua thua làm giặc ta lại cho ngươi một cơ hội cho ngươi thua tâm phục khẩu phục cơ hội rất đơn giản ta sẽ không để cho những người khác động thủ người ta công bằng quyết đấu thắng sống rời đi, giữ được tính mạng. thua, chết ở chỗ này. thần dung hoàng nhìn qua, đối phương phản loạn là bởi vì oán hận chất chứa đã lâu, cũng bởi vì tổ tiên đã như vậy, liền bằng vào thực lực của mình giải quyết. chuyện này là thật. thần linh hoàng ngẩng đầu, hít mắt lại. vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới người này còn muốn công bằng quyết đấu. đổi lại trước kia, hắn khẳng định không phải đối thủ, nhưng đối phương thương thế nặng như vậy mặc dù bản thân cũng bị trọng thương, nhưng còn có cơ hội chiến thắng. Tốt! Thần Dung Hoàng gật đầu. Bệ hạ! Thấy hắn làm ra quyết định này, hỏa tư cổ thánh sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn qua. Loại loạn thần tạc tử này, mọi người cùng nhau xông lên đánh chết là được, cần gì cho hắn cơ hội. Để hắn tùy ý. Mặc Linh cổ thánh cũng muốn nói cái gì, chỉ thấy Trương Huyền cách đó không xa khoát tay áo. Ý nghĩ của thần Dung Hoàng, hắn biết rất rõ ràng. Cả đời tung hoành, lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế, hơn nữa còn là đồng bọn tín nhiệm. Trên người bị thương, không có đau hơn tổn thương trong lòng. Đối phương một mực không phục hắn, như vậy thì dùng trận chiến cuối cùng để hắn biết thực lực chân chính của mình. Cùng lắm thì chết một lần. Đây cũng là kiên trì cùng kiêu ngạo của hắn. Vâng, Mạc Linh cổ thánh cùng hỏa tư cổ thánh không nói thêm nữa, đồng thời nhẹ gật đầu trương huyền có thể nghĩ đến điểm này bọn họ tự nhiên cũng hiểu được chỉ là trong lòng đau thương không nói ra được cùng dung hoàng một đường biết thương thế của hắn đến cùng như thế nào có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng lại chiến đấu hẳn phải chết không nghi ngờ thần linh cũng không cứu được biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi chiến chỉ vì kiêu ngạo trong lòng khó trách dung hoàng có thể ở linh tộc nắm giữ uy tín lớn như thế quả thực có chỗ hơn người chương 3505, bàn giao hậu sự một rầm rầm dầm, hai đại hoàng giả bắt đầu quyết đấu, trên bầu trời xuất hiện từng vết rách, vô số lực lượng tuôn trào, như có máu tươi toát ra. Mọi người nhìn về phía chỗ chiến đấu, sắc mặt thần dung hoàng trắng bệch, tâm tình nặng nề. Hắn bị đám người nhan thanh cổ thánh vây công, còn không có khôi phục lại đã trải qua nhiều chiến đấu như vậy, thậm chí còn bị thần linh đánh chúng. Sớm đã đến trình độ đèn cạn dầu có thể tới hiện tại, tất cả dựa vào phần kiên trì trong lòng kia. Ai? Trương Huyền lắc đầu, không nhìn nữa. Thật ra thì đến loại tình trạng này, ai thua ai thắng đã không trọng yếu. Nhưng hắn biết, thần Dung Hoàng nhất định sẽ thắng, cũng nhất định sẽ tự tay chém gỡ yêu ta ết thần Linh Hoàng. Đánh đến cuối cùng, liều chính là ý niệm, Dung Hoàng có loại ý niệm kiên trì này. Đối với nhân tộc mà nói, Dung Hoàng chết là một may mắn, nếu không, có hắn ở đó, có thể thủ vững hay không thật đúng là còn chưa biết được. Không nhìn bọn họ tiếp tục giao chiến, lực chú ý lần nữa tập trung ở trên thi thể trước mắt. Vị thần linh này giống như ngoan nhân, mạnh mẽ vô song, không cách nào phá hư, tuy chết đi cũng tản mát ra uy thế người bình thường không thể đến gần. Cho dù hiện tại Trương Huyền nắm giữ thực lực tích huyết trùng sinh, đi tới trước mặt cũng cảm thấy mang theo áp bức nồng đậm. Rất nhanh liếc nhìn một lần, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu còn tưởng rằng đối phương từ thượng giới đến, trên người sẽ có không ít đồ tốt, kết quả nghèo rất mùng tơi, cái gì cũng không có. Thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ cũng không phát hiện. Đoán chừng là không gian bích lũy quá mức mạnh mẽ, không cho phép mang bảo vật. Trương Huyền cảm xúc một tiếng, đưa tay chụp một cái, thu thi thể vào nhẫn. Mặc dù không có vật phẩm khác, nhưng cái thi thể này đối với hắn mà nói chính là bảo bối lớn nhất, tìm cơ hội luyện hóa thành vô hồn kim nhân, ngang dọc thiên địa sẽ không còn sợ hãi. Bên này nghiên cứu xong thi thể thần linh, bên kia chiến đấu cũng đến hồi cuối, quả nhiên giống như hắn đoán, dù thương thế của thần linh hoàng khôi phục không ít, nhưng vẫn không phải đối thủ của dung hoàng. Phốc, một đao bổ tới, đầu lăng không bay lên, cho đến sắp chết cũng tựa hồ khó tin. Ngươi, quả thực mạnh hơn ta. Trong miệng thần linh hoàng phát ra câu nói sau cùng, con mắt chậm rãi đóng lại. Lúc sắp chết mới hiểu được, Thần Dung Hoàng quả thực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, phản loạn là tự chịu diệt phong. Phù phù, thi thể ngã trên mặt đất. Thiếu gia, tuy Linh Hoàng làm nhiều việc ác, nhưng dù sao cũng là hoàng giả linh tộc, ta muốn chôn cất hắn đến hoàng lăng. Thấy thiếu gia nhìn về phía thi thể, con mắt lần nữa sáng lên, thần Dung Hoàng vội vàng kéo lấy thân thể mệt mỏi đi lên phía trước. Dù thần Linh Hoàng phản loạn, làm ra sự tình nhân thần cộng phẫn, nhưng dù sao cũng là hoàng thất thật muốn luyện chế thành vô hồn kim nhân trên mặt hắn cũng không có bất kỳ hào quang thôi được trương huyền quay đầu đi xem ra cái thi thể này không lấy được đa tạ thiếu ra thần dung hoàng thở phào nhẹ nhóm thoáng cái ngồi dưới đất lúc này mới cảm thấy lực lượng toàn thân như thủy triều tản mát tu vi không ngừng hạ xuống bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt đứt hô hấp dương lưu người tới thần dung hoàng quay đầu nhìn về phía truyền nhân mà mình lựa chọn kia Bệ hạ, Lưu Dương đi tới trước mặt, hốc mắt ửng hồng. Tuy thời gian trung đụng không dài, nhưng là thành tâm đối với hắn, ân tình không nhỏ. Ta đại nạn sắp tới, ngươi đạt được nhất mạch ta truyền thừa hoàn chỉnh, đã như vậy. Ta cho ngươi chỗ tốt cuối cùng. Nói xong năm ngón tay mở ra, đưa tay về phía trước. Phần Phật, chương 3506, bàn giao hậu sự 2. Không gian bốn phía Lưu Dương bị giam cầm, muốn nhúc nhích cũng không làm được. Bệ hạ, dường như biết đối phương muốn làm gì, Lưu Dương tràn đầy lo lắng. Còn mượn cổ thánh lực của thiếu gia dùng một chút. Cầm cố lại Lưu Dương, thần dung hoàng quay đầu nhìn qua. Trương Huyền cũng không chậm trễ, bàn tay run lên, bức tranh bay tới. Thần dung hoàng nhẹ nhàng mở ra, một cỗ lực lượng bao phủ hắn ở bên trong, ngay sau đó thân thể run rẩy, bàn tay rơi vào đỉnh đầu Lưu Dương. Âm âm, lực lượng toàn thân như mưa tràn tới là quán đỉnh, hắn biết đến đại nạn, không muốn để cho tu vi của mình hóa thành dòng nước, tính toán giao cho truyền nhân. Hỏa tư cổ thánh lắc đầu. Quán đỉnh chi thuật là cường giả truyền tu vi của mình cho hậu bối, nói đơn giản, trên thực tế vô cùng phức tạp. Đầu tiên, cả hai phải nhất mạch truyền thừa, như vậy lực lượng mới sẽ không xung đột. Tiếp theo, người quán đỉnh phải ôm quyết tâm quyết tử, nếu không, chỉ có thể hại người hại mình. Thứ ba, nhất định phải khống chế lực lượng cực kỳ tinh tế, không có chút sơ suất nào. Lưu Dương tu luyện là công pháp thiên đạo bản tinh giản, mặc dù không giống Trương Huyền có thể ngụy trang bất kỳ lực lượng nào, nhưng cùng thần Dung Hoàng là nhất mạch, bởi vậy mới có thể được hắn tán thưởng, dốc túi truyền thụ. Nguyên nhân chính là như vậy, thần Dung Hoàng mới dám làm như vậy, không lo lắng người sau không chịu nổi. Âm âm, kèm theo lực lượng truyền vào, Lưu Dương vốn đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn, xuất hiện buông lòng, ở dưới cổ thánh lực phối hợp, ầm một tiếng triệt để phá vỡ. Cổ thánh đến, biết lôi kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, thần dung hoàng không dám dừng lại, lực lượng điên cuồng nhanh chóng truyền vào. Tu vi đạt tới cổ thánh, kinh mạch trong cơ thể trở nên càng thêm rộng lớn, hấp thu nhanh hơn. Hơn 10 phút sau, lực lượng của dung hoàng bị truyền vào sạch sẽ, không còn dư lại chút nào. Giang giác, lôi đình đến, lưu dương bay lên chống lại. Sau nửa canh giờ, hắn bay xuống, tuy thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng thành công vượt qua lôi kiếp, trở thành một cổ thánh chân chính. Toàn bộ lực lượng của ta đều truyền cho ngươi, sau đó ngươi từ từ luyện hóa, trong một tháng đột phá đến cảnh giới tích huyết trùng sinh không khó. Mất đi lực lượng, thần dung hoàng phảng phất như già mấy chục tuổi, không còn hình dáng đồng tử như lúc trước, mà giống một vị lão giả thế tục. Đa tạ bệ hạ. Lưu Dương quỳ xuống đất, nước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống tuy dung hoàng bệ hạ bị thương nặng khó trị nhưng có lực lượng cố gắng tu dưỡng sống thêm mấy năm có lẽ không có vấn đề hiện tại toàn bộ truyền cho hắn tương đương với tự đào mộ hẳn là không vượt qua được ngày hôm nay ta đi rồi linh tộc liền giao cho ngươi thần dung hoàng mỉm cười nhìn qua từ hôm nay trở đi ngươi chính là thần dung hoàng mới nói xong bàn tay vung lên một cái vương miện rơi vào đỉnh đầu của lưu dương mang theo lực lượng để cho người ta không dám nhìn thẳng vương miện đệ nhất vương giả của dị linh tộc. Thần Dung Hoàng là phong hào, cũng không phải tên, ai kế thừa vương miện này, người đó là Dung Hoàng. Ta, thân thể Lưu Dương run lên, nói không ra lời. Được rồi, thời điểm ta nói cùng thần Linh Hoàng quyết đấu, cũng đã làm xong quyết định này. Thần Dung Hoàng lắc đầu, đang muốn giải thích vài câu, liền nghe nơi xa có tiếng gió rồn dập rít gào bay tới, một bóng người thẳng tắp lao đến. Thần Tinh Hoàng nhìn thấy thân ảnh đột ngột xuất hiện kia, tất cả mọi người đều nhíu mày, sắc mặt cảnh giác. chương 3507, chém gờ yêu ta ết thần tinh hoàng một Tuy tinh hoàng ở giữa, ai cũng không muốn giúp trợ, nhưng lần này cùng linh hoàng liên thủ đánh lén dung hoàng, để hắn bị thương nặng, đã vi phạm đại nghĩa. Vốn tính toán sau khi chu sát kẻ cầm đầu, lại đi tìm đối phương, không nghĩ tới vậy mà tự mình tới. Mọi người ở đây âm thầm cảnh giác, cho rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu, chỉ thấy thần tinh hoàng trực tiếp quỳ xuống đất. Tội thần thần tinh, gặp qua dung hoàng bệ hạ, đây là xương đùi cùng chân xương của ngoan nhân tiền bối, ta đặc biệt tìm kiếm tới, hướng ngươi xin lỗi. Cổ tay khẽ đảo, hai cái khung xương xuất hiện ở phía trước, tản mát ra khí tức cường đại. Chính là xương đùi cùng bàn chân còn thừa lại của ngoan nhân. Không nghĩ tới bị hắn siêu tập được. Nhìn thấy linh hoàng bị gờ yêu ta hết liền mượn gió bẻ măng. Hỏa tư cổ thánh hừ lạnh. Hắn từ trước tới nay tính tình nóng nảy, không ưa nhất loại tính cách ai mạnh nương tựa ai này. Thần linh hoàng không dám phản bác, cắn răng. Ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thần linh hoàng tử vong, hắn lại bị trọng thương, không đến van xin tha thứ, sớm muộn gì cũng sẽ bị chém gỡ yêu ta hết, còn không bằng đi đầu một bước. Vương Thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, người cũng không có xuất hiện, chắc là muốn nhìn kết quả, Ai chiến thắng liền quy thuận ai a?" À. Trương Huyền thản nhiên nói. "Cái tên này, nói mượn gió bẻ măng cũng là cất nhắc. Vương Thành động tĩnh lớn như vậy, tất cả kiến trúc đều sắp hủy, thân là một trong ba đại hoàng giả, không có khả năng không biết." Cuối cùng không có xuất hiện, chờ Linh Hoàng Triệt để bị Giota S mới xuất hiện. Rõ ràng là đang chờ đợi kết quả. Nếu như lần này bọn họ thua, giành thắng lợi là thần linh hoàng đoán chừng hắn cũng sẽ lấy ra bảo vật đồng dạng chạy tới cầu khẩn ta từ trước tới nay yếu nhất chỉ có như vậy mới có thể giữ được tính mạng thần tinh hoàng cúi đầu thần dung hoàng lắc đầu cũng không nói chuyện mà nhìn về phía lưu dương ngươi cho rằng hắn nên xử trí như thế nào hỏi như vậy tương đương với khảo nghiệm hắn cùng linh hoàng thông đồng đánh lén bệ hạ bất chấp quy củ của linh tộc coi như bệ hạ có thể tha thứ ngàn vạn tộc nhân cũng không có khả năng tha thứ. Lưu Dương lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nếu không quy củ làm sao lập quy tắc làm sao định? Ý kiến của ta giống như Linh Hoàng trực tiếp chém gỡ yêu ta Không quy củ không thành sách. Không gỡ yêu ta ít săn đe hậu nhân người người đều nghĩ ngưu phản, làm hoàng giả còn làm sao khống chế thiên hạ? Để vạn dân thần phục, xin dung hoàng tha mạng, ta cũng là bị Linh Hoàng mê hoặc không nghĩ tới dâng ra xương đùi ngoan nhân cũng bị gờ yêu ta ết, thần tinh hoàng giật nảy mình, sắc mặt trắng nhợt. Thân là cường giả tích huyết trùng sinh, càng là một trong ba đại hoàng giả, bị người mê hoặc. Loại lời này, người nói ra cảm thấy có người sẽ tin tưởng sao? Lưu Dương lắc đầu. Hoàng giả khống chế một tộc, là ai cũng có thể bị mê hoặc. Thật muốn như vậy, tâm cảnh tu luyện vô số năm thật sự quá rẻ mạt. Đây đều là lấy cớ, tình huống chân thật rất đơn giản linh hoàng hẹn hắn động thủ hắn cũng động tâm cho rằng giota ít dung hoàng có thể khống chế quyền lợi của đối phương kết quả đạt được loại kết cục này nghe theo mệnh lệnh của dung hoàng đi thấy hậu nhân của mình sát phạt quả quyết cũng không dây dưa dài dòng thần dung hoàng thở phào nhẹ nhõm hắn chỉ lo lắng đối phương sẽ giống như bản thân lo lắng quá nhiều cuối cùng để linh tộc đi về phía hủy diệt đã quả quyết như vậy mình liền triệt để yên tâm xin hai vị ra tay. Thấy hắn đồng ý, Lưu Dương gật đầu, không nói thêm lời, mà ngẩng đầu nhìn về phía mặc linh cổ thánh cùng hỏa tư cổ thánh. Âm âm, thấy đã quyết định vận mệnh, thần tinh hoàng biến sắc, xoay người muốn chạy trốn. Trường 3508, chém gỡ yêu ta -S thần tinh hoàng 2. Chẳng qua còn chưa đi xa, một đoàn lửa rơi xuống ngăn lại đường đi, ngay sau đó hỏa tư cổ thánh, mặc linh cổ thánh đồng thời ra tay không đến 10 phút đồng hồ đã bị chém gờ iota s tại chỗ thần tinh hoàng ở trong ba đại hoàng giả vốn là yếu nhất ban đầu ở khổng miếu bị thương lại không có khôi phục ở đâu là đối thủ của hai vị này liên hợp thiếu gia thấy thần tinh hoàng đã chết thần dung hoàng lần nữa nhìn lại ta sẽ để dương lưu khống chế tộc nhân cùng nhân tộc ngưng chiến chung sống hòa bình mong thiếu gia hạ thủ lưu tình thật ra thì hắn lo lắng nhất không phải các hoàng giả mà là vị thiếu gia này. Trưởng thành quá nhanh, thực lực quá mạnh, đợi một thời gian, nhất định là một vị khổng sư khác. Thật muốn hủy diệt dị linh tộc, chỉ ở trong nháy mắt. Hắn còn sống, dựa vào công lao đi theo làm tùy tùng, chắc hẳn đối phương sẽ không ra tay, chết rồi, thực lực truyền nhân nông cạn, làm không cẩn thận sẽ bị đánh chết. Đến lúc đó thật sự hết rồi. Coi như không cam lòng cũng rõ ràng, chỉ cần vị thiếu gia này sống một ngày, linh tộc sẽ không dám có bất kỳ động tác, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên tâm, Trương Huyền nói. Nói thật, lần này tới, đã triệt để giải quyết tai họa ngầm của dị linh tộc. Tiểu kiếp kiếp nhận ân huệ của mình, tốc độ hội tụ lôi đình càng nhanh, lực lượng mạnh, về sau ở dị linh tộc, cường giả thánh vực cửu trọng sẽ càng ngày càng ít, đã không thể chống lại nhân tộc. Huống chi vị dị linh hoàng tân nhiệm này là học sinh của mình, đối với mình nói gì nghe nấy không đáng để lo, cũng không cần phải đuổi tận gờ yêu ta tuyệt. Vừa vặn giữ lại, còn có thể cho danh sư đường áp lực, coi đây là đá mài đao, để nhân tộc sinh ra càng nhiều cường giả. Nếu không, quá mức an nhàn, nhân tộc cũng sẽ dần dần suy yếu, ngược lại không được. Khả năng đây cũng là ý đồ của khổng sư lúc trước, mới không có triệt để hủy diệt dị linh tộc. Nếu không ngoan nhân bị gờ yêu ta dị linh mạnh hơn cũng không phải đối thủ, vì sao chỉ đuổi vào cổ chiến trường, gia cố phong ấn mà không diệt tộc. Đa tả thiếu gia, biết thiếu gia lời hứa ngàn vàng, không có khả năng nuốt lời, thần dung hoàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói. Còn không cảm ơn ân không gờ yêu ta của thiếu gia. Đa tả, lưu dương vội vàng quỳ gối. Không cần đùa nghịch những tâm cơ này, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể liên hệ lạc nhược hy, cũng mang ta tới. Lười đi quản ý nghĩ của đối phương, Trương Huyền thản nhiên nói xử lý sự tình dị linh tộc hoàn tất, cũng nên xử lý chuyện riêng của mình. Muốn liên hệ thần linh, nhất định phải ở trên thiên diệp sơn bày ra tế đàn. Thần Dung Hoàng hữu khí vô lực giải thích. Thiên diệp sơn, trương huyền cao mày. Ngọn núi này, thời điểm tới, nghe đối phương nói qua một lần, là sơn mạch hùng vĩ nhất dị linh tộc, chừng mấy vạn mét, đâm thủng bầu trời, giống như cầu thang kết nối thiên địa. Vâng, ngọn núi này cách thiên gần nhất, ở đây tế tự, mới có thể gần thần linh nhất. Thần Dung Hoàng giải thích, phân phó nói. Dương Lưu, ta đã truyền thụ cho người phương pháp tế tự, dẫn ta cùng thiếu ra đi, do ta tỏa chấn, tiến hành một lần cuối cùng. Được. Lưu Dương gật đầu, bàn tay chào một cái, mang theo thần Dung Hoàng bay lên, xoay người nhìn một bất hủ cảnh phân phó một câu, thấy đối phương nhanh chóng đi, lúc này mới nhìn về phía Trương Huyền, tràn đầy cung kính. Mời. Ừm. Trương Huyền cũng không nhiều lời, dựa theo phương hướng đối phương chỉ bay về phía trước. Mạc Linh cổ thánh, hỏa tư cổ thánh trần chờ một chút, cũng vội vàng đuổi theo. chương 3509, thần linh lại xuất hiện. Một, thiên diệp sơn thẳng đứng vạn trượng, đâm vào bầu trời, như một cây trường thương xuyên phá vân tiêu. Nghe nói núi này, là năm đó khổng sư cùng thiên nhân giao chiến. Đối phương rớt xuống một kiện binh khí biến thành. Một bên bay đi, Mạc Linh cổ thánh nói thán phục thiên nhiên quỷ phủ thần công, Trương Huyền cũng cảm khái. Đoàn người nhanh chóng đi tới trên ngọn núi, là một khu đất bằng phạm vi hơn 30 mẫu, ở chính giữa có một bệ đá hình tròn đường kính khoảng 3 mét, từ xa nhìn lại giống như là tế đàn tự nhiên. Đây là địa phương câu thông thượng giới. Trương Huyền nhíu mày. Thần Dung Hoàng nhẹ gật đầu, càng thêm hữu khí vô lực. Cần bảo vật gì tế tự, ta đi chuẩn bị. Thấy bộ dáng của hắn, Trương Huyền không tiện nói nhiều, mở miệng hỏi. Thần linh hoàng tế tự, vô số dược vật, khoáng thạch, đồ vật chân quý. Càng thiêu đốt sinh mệnh của 10 vạn người, mới phá vỡ không gian bích lũy, triệu hoán thần linh xuất hiện, mình muốn thấy lạc nhược hy, hẳn là cũng không dễ dàng như vậy. Không cần, đồ vật tế tự đã chuẩn bị xong. Thần Dung Hoàng quay đầu nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương cũng không nhiều lời, đi tới trước mặt bệ đá, chờ chỉ chốc lát, cường giả bất hủ cảnh trước đó hắn phân phó đi tới trước mặt đưa qua một chiếc nhẫn. Cổ tay khẽ đảo, một đống lá cờ xuất hiện ở trước mặt, đâm vào bốn phía bệ đá. Bắt đầu đi. Làm xong những sự tình này, Lưu Dương dặn dò một tiếng. Cường giả bất hủ cảnh nhẹ gật đầu, xoay người rời đi, ước chừng qua một canh giờ, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy trong lòng sợ hãi, vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy tám phương hướng chung quanh đều có một đạo quang mang bắn ra, giống như bị trận kỳ trên bệ đá thu hút là tám tòa thái miếu đồng thời tế tự, mấy vạn người đồng thời bẩm báo thượng giới, mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhìn một vòng, mặc linh cổ thánh hiểu được. Thái miếu là địa phương dị linh tộc tế tự tổ tiên, mỗi lần tế tự loại này, đều cần có người chuyên môn chủ trì, hơn vạn dị linh tộc tập hợp mới có thể hoàn thành. Tám thái miếu đồng thời tế tự, cũng chỉ có dung hoàng mới có lực hiệu triệu như vậy, những người khác muốn hoàn thành, căn bản không làm được. Mạc Linh Cổ Thánh giải thích, Trương Huyền giật mình. Trước đó, đối phương từng nói qua, muốn tế tự cần trước giúp hắn chém gỡ yêu ta ít linh hoàng, tinh hoàng, đạt được toàn bộ dị linh tộc ủng hộ mới có thể hoàn thành, hiện tại xem ra quả thế. Loại tế tự cỡ lớn này, không phải một hai cá nhân có thể hoàn thành. Vừa rồi Lưu Dương dặn dò, hẳn là vị cường giả bất hủ cảnh kia đi chuẩn bị. Tám đạo ánh sáng hội tụ ở trên trận kỳ, rất nhanh bệ đá biến thành ôn nhuật, giống như gương, rất nhiều ánh sáng tụ lại, thẳng đứng chiếu xạ lên bầu trời. Tới phiên ta, thần dung hoàng cười nhạt một tiếng, đi tới ở chính giữa, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy động tác của hắn, hốc mắt lưu dương đỏ bừng. Ta một thần, bằng lòng lấy sinh mệnh của mình tế tự, cầu nguyện thượng giới, khẩn cầu gặp mặt linh thần. Âm âm, kèm theo thanh âm vang lên, trong cơ thể thần dung hoàng giống như sinh ra một đám lửa, cháy hừng hực, đảo mắt liền thôn vệ hắn. Trương huyền biến sắc, còn tưởng rằng cái gọi là tế tự, chỉ cần tiêu tốn bảo vật liền có thể, không nghĩ tới cần hy sinh sinh mệnh của đối phương. Dù đối phương trọng thương, ngày hôm nay chưa hẳn có thể sống qua, nhưng vì mình thấy lạc nhược hy mà tự sát, cũng không phải hắn bằng lòng nhìn thấy. chương 3510, thần linh lại xuất hiện. hai Thân thể nhoáng một cái, đi tới trước mặt, thiên đạo chân khí trong cơ thể lập tức bao phủ đối phương. Dừng lại, muốn gặp lạc nhược hy, nhưng không hy vọng vì thế chảy ra máu tươi. Không nguyện ý nợ ân tình, dù là một chút, đây là nguyên tắc làm việc của hắn. Dù sao ta đã không còn sống lâu nữa, có thể vì thiếu gia làm việc, cam tâm tình nguyện. Không có hấp thu thiên đạo chân khí của trương huyền tuôn qua, thần dung hoàng cười nhạt một tiếng. Khuôn mặt không thay đổi, giống như bùng cháy ở bốn phía thân thể không phải lửa, mà là ôn tuyền. Đối với tu luyện giả, tự bạo dễ dàng, trong nháy mắt cắt đứt ý niệm không cần lo lắng đau đớn cùng dày vò nhưng như vậy lấy bản thân hiến tế dùng liệt diễm thiêu đốt từ trong ra ngoài không thể chết nhanh được khổ sở giống như lăng trì đây mới là thống khổ nhất ta gặp lại nhược hy bản thân sẽ nghĩ biện pháp trong lòng trương huyền khó chịu vung tay lên đối phương đã không đồng ý vậy liền hủy đi bệ đá cùng trận kỳ cưỡng ép ngăn cản sinh mệnh đổi lấy tế tự hắn không muốn tiếp nhận cũng không nguyện ý Bất quá, lực lượng còn không có hạ xuống, một đạo khí thức mạnh mẽ từ trên trời hạ xuống, thời gian nháy mắt liền bao phủ thần Dung Hoàng. Bị khí tức bao phủ, hỏa diễm bùng cháy trên người Dung Hoàng dần dần tắt, linh hồn cùng thân thể không ngừng suy yếu vậy mà chậm rãi có sinh cơ. Âm âm, giữa thiên địa, như nhiều hơn một cánh cửa khổng lồ, một thân ảnh xuất hiện ở trên tế đàn, cực kỳ đồ sộ, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra uy nghiêm không cho người khinh nhờn. Nhược hy, trương huyền vội vàng nhìn sững sờ ngươi là ai tế tự xuất hiện linh thần cũng không phải lạc nhược hy mà là một người khuôn mặt xa lạ bất kể khí tức hay ánh mắt đều có thể xác nhận chưa bao giờ thấy qua linh thần đã trở lại địa phương thuộc về mình ta chỉ là tôi tớ của nàng mà thôi thân ảnh xoay đầu lại nhìn về phía trương huyền ngươi hẳn là trương huyền nắm đấm trương huyền căng thẳng không cần hắn nói chuyện thân ảnh trên không nhìn lại Vô hỷ vô bi. Trước khi thần linh đi bàn giao cho ta, nếu như cần trợ giúp gì, có thể ra tay. Mặc dù ta không muốn nhưng vẫn đáp ứng, bất quá vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, linh thần địa vị kính trọng, tuyệt không phải một phàm phu tục tử như ngươi có thể nghĩ tới, khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi, nếu không hại người hại mình. Âm ầm. Trong tiếng nói mang theo cảm giác áp bách nồng đậm, mặc dù Trương Huyền nắm giữ bậc sức chiến tích huyết trùng sinh, nhưng vẫn cảm thấy huyết dịch toàn thân giống như bị giam cầm, một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Đối phương chỉ là hư ảnh, so với thần linh hoàng trước đó triệu hoán đến thần linh thì mạnh mẽ hơn nhiều. Chuyện của ta, còn không nhọc ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, linh thần đến cùng là ai, ở nơi nào là được. Thần linh tự nhiên ở thần linh cung, được rồi, nói đến thế thôi, nếu như ngươi có thể phá vỡ không gian trói buộc, giống như khổng sư gặp mặt ta, ta sẽ nói cho người tung tích của nàng, làm không được, thì đừng nghĩ nhiều. Thân ảnh hư một tiếng, vung tay áo một cái, ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt. Chậm đã, Trương Huyền ngẩng đầu, thân ảnh dừng lại một chút. Thần linh có phải dặn dò ngươi, cần trợ giúp gì, ngươi có thể ra tay hay không? Trương Huyền nói, thân ảnh nhíu mày, bất quá vẫn nhẹ gật đầu. Tốt, bất quá ta sẽ chỉ ra tay một lần, ngươi cần nghĩ kỹ yêu cầu, đừng lãng phí cơ hội ta nghĩ xong, Trương Huyền khoát tay áo nói, "Vị một thần này là đồng tử của Linh Thần, bản thân bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, xin xuất thủ cứu giúp." Thiếu gia, con mắt thần dung hoàng đỏ lên. Audio điện tử Võ Tấn bền. hết tập 142